Hello mấy chị đẹp. Rồi chị nào vô like rồi thì chia sẻ bài giúp em nha mấy chị ơi. Hôm nay là một cái live sale để mà ngày mai mình đi đơn ha. Chưa, anh chia sẻ bài cho em đi. Kéo lên đâu ta? Tụi bay lấy kéo tao đi vớt cái xong, tao phải lấy kéo dưới đó lên đây nè. Lấy kéo đi vớt rồi đâu vớt đâu bà? Cô hàng cho vớt kéo đâu? Còn nó bỏ nó suy nghĩ nữa mà. Ai cô hàng không lấy vớt kéo tao đâu? À, không, nó cô hàng nó vớt kéo mày cái rồi. Không, nó có một cái khuôn vậy nữa. Rồi xe bài mạnh thay. Nó mất cái tối nay lên đồ gì đã. Tối nay lên xe một đêm mới chứ. Có áo nam. Trời ơi sao vô ra cái mắt mà biết hỉ vậy trời. Đúng không? Thấy nó buồn ngủ luôn. Rồi xe bài thả like thả tim lên giùm em luôn nha mấy chị đẹp của em ơi. Đá hồi nào 1-0 không? Đá lúc 6 giờ. Ủa chứ không phải đá 10 giờ hả? Không. Ai em 1-0? Việt Nam. Ghê hả? Ai đá vô? Ai? Tên gì? Ai là người ghi bàn? Ê, đăng nhập lại chi bot coi. Ai? Sao con này sao có kéo đâu ấy? Anh để kéo lên cổ á, giờ anh có lấy kéo. Tại vì thấy sự kẽm của buộc cái kéo đó là không? Rồi buộc đi đâu? Này 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 này, đăng nhập T-Bot, đăng nhập T-Bot. Da lòng mất kéo. Kéo của nó cũng bị mất. Đừng kéo nữa. Kéo của nó tao cầm lên đây nè. Ủa thế? Rồi kéo đó. Rồi kéo đó. Yeah. Rồi kéo của bà Loan đâu, có chứng lên cái bà Loan đó. Rồi đang đăng nhập T-Bot đây. Ủa sao view lên không nổi vậy anh? Không lên nổi vậy. Rồi xe bài mặt tay mấy chị ơi, tối nay chị âm đồng giả cho mấy chị yêu nhà mình nha. Để mai mấy chị chốt đơn đi ha. Rồi còn cái coupon này em sẽ tặng hết cho mấy chị luôn. Không bán bom nữa. Hôm nay có áo nam. Áo nam siêu siêu đẹp. Làm màu ghê chứ. Dạ. Làm gì? Được không sao? Chị bày trò vậy ha. Ôi sao ngồi yên thế rồi. Cây dế. Cây xương à. Cây xương lên làm trò vậy. Đúng rồi đó, con Sương mà lên đây làm trò là bao câu view nha. Lên đây con Sương. Lên làm trò. Lên mình đứng hát bài coi. Làm ma về nhìn quá hết cổ rồi. Quá hết cổ rồi. Làm ma đó là bao câu view. À tối nay có mệt. Đúng rồi chung cái mệt này nè. Đúng luôn á, tao hát cho. Tao hát giỏi mà tao chịu hát cho. Rồi xe bài đây. Chắc bom. Bốn. Sáu đúng rồi, để ta hát là cao miêu dữ lắm á. Cái gì ta, đúng rồi chùm cái mày đó đó. Cho cái mày đây. Cái mày nó vào đó chùm trong ngoài nó lắc này. Rồi xem ai mạnh tay cho em á chị đẹp ơi. Tối nay có mền, em sẽ bán chi âm cái mền này ha. Mền hai lớp. Mền da ra hai lớp. Mền hè da ra hai lớp. Chị đét mấy chị ơi. Chị đét mọi người ơi. Mọi người à, nó đang có cảnh không. Cái này có mấy cái mà đem này vô. Còn cái đem vô không à. Ủa? Cái nào con cả? Cắt cho nó để nó được được đó đúng không? Chứ không có mặt nào được vừa đúng không? Em biết ngay mà cái gà tao không tao biết mà. Chấm này nè, chấm này xong rồi cái ngồi hát mày đó hả? Đúng rồi. Đây, mền này là mền da ra hai lớp. To, to lắm. Có trần bông bên trong, to lắm. Cái này là mét 8, 2 mét thì gì đã ăn đâu sao bự quá vậy? Mấy 8-2 mét thì là bự, quá bự luôn. Cái mền em sẽ chi âm cho mấy chị nha. Hàng hai lớp. Hàng hai lớp có trần bông ở bên trong luôn.
có chành bông bên trong ha, mình rất là to, rất là dày. Mà tối nay sẽ chi âm đầu like cho mấy chị nè. Rồi mấy chị cho bất kỳ giùm em đi ha. Chứ bây giờ thiệt tình luôn đó, chẳng biết làm sao. Tất cả nào cũng là hàng hai lớp hết, cái nào cũng chành bông hết, to bự như nhau. Một cái là một túi, một cái một túi như thế này. Bên hè của Zara Home á cả nhà. Bên hè của hàng Zara Home ha. Hàng này hai lớp nè. Cho thấy cho hai da hai lớp đàng hoàng. To lắm. Thì đó, một mình em thì bung lên trên này không hết cái mền đó. Mền này hình như là 1m8, 2m hay 2m, 2m3 đây. 2m, 2m3 hay gì đây. 1m8, 2m hay 2m, 2m3 chứ không phải 1m6, 2m đâu nha. Mền này là mền to cả nhà. Mền này là mền siêu to. Hai lớp có trần bông. Này, trần chỉ của nó sẽ chỉ nó may mà nó chặt mấy đường luôn á. Nó chặt mấy đường luôn đó cả nhà. Chứ không phải là chặt một lần đâu ha. Trần chỉ đàng hoàng có bông bên trong. Mền hai lớp. Rồi comment tặng bom đó rồi à. Em lên mền cho mấy chị luôn. Mền em chị Chi Ân, tối nay chị Chi Ân 99k một cái. Chi Ân 99k một cái cho mấy chị. Đúng mền này là đang bán 200 mấy nè. Đang bán 200 mấy hàng của Zara Home á. Thì nó mấy chị cho bất kỳ giùm em ha. Tại vì nó có nhiều mẫu to, dày. Hàng nhóc em xin mẹ em không cho. Thì nó đang hiện mẹ nãy giờ. Hàng hai lớp nó thấy cute quá. Mấy phần tặng em ơi. Tặng bom, 6 phần tặng bom. Một tặng Thanh My. Rồi comment tặng bom. Một tặng Duyên Phạm. Sao tối nay view lên không nhỏ vậy ta? Ăn sao kỳ vậy? Đi ghét hả? Em xe bài lên nhóm nè. Rồi chị nào chưa có chia sẻ thì xe bài giùm em nha mấy chị nha. Còn 4 phần. Một tặng như Ân Đoàn. Một tặng như cho Thu Thúy Nguyễn. Một tặng như Phan. Mền em có vài chục cái à. Cái này lấy về chị Ân nè. Lấy vô lại nha. Một tặng Ngô Hoàng Kiên Long. Mấy cái này thì tốn tiền cước xe dữ lắm. Tốn tiền cước xe dữ lắm. Mền này là mền hai lớp và mền to các bạn nhá. 99k một mền à. Mền này không thể nào mà trên live mấy chế sẽ coi hết được cái mền vì nó là mền to mền nè. Mét 8-2m. Siêu bự. Mét 8-2m. Mền này mền mét 8-2m, mền này siêu to bự nhá. Rồi hết tặng bom cả nhà ơi. Chia sẻ và comment lên giùm em, kéo view lên giúp em. Rồi, có mấy loại không anh? Nè, nó có một loại mền đó nhưng mà nhiều hình đó. Chị nào lấy mền lấy bất kỳ giùm em nhá. Chị nào lấy một mền thì lấy một chốt một mền em sẽ lấy bất kỳ nè. Chị nào lấy hai mền thì em sẽ lấy hai cái bất kỳ ha. Toàn bộ một size và hàng hai lớp hết anh mấy chị nhìn nhá. Một size và hàng hai lớp. Hàng của mền hè của Zara Home các bạn nè. Có số lượng nữa rồi là chốt thêm số lượng đi. Cái nào á? Khủng long caro xám, caro xanh là gì? Nó lộn xộn tùm lum tà lá đó. Một cái kiểm đúng cái số lượng chưa? Không đúng rồi, cái làm gì? Không đúng rồi, cái làm gì đó. Rồi, 5 mền bất kỳ như thế chưa? 5 mền. 1 mền cho hạ. 1 mền cho hạ hơn. 99k một mền đó cả nhà. 5 mền cho liên 5 mền lấy 5 màu khác, 5 hình khác nhau. Nè, hàng 2 lớp nha, mền này của Zara Home. Mền to, 99k thì cái... Cộng mền mà coi được bao nhiêu cái vậy? Thì có vài chục cái à. Một mền cho Tâm Trương. Cho mấy chị coi luôn nhá. Một mền như Thái. Nó hút chân không. Một mền cho Tử Oanh. Mền chứ bây giờ gờ kè mời. 99k, 99k. 99k nhà Tử Oanh là chứ phải 89 nha. 99k, toàn bộ là hàng hai lớp. Hai mền cho Hoàng Nguyễn. Có chầm bông hết. Rồi Oanh đếm biêu. Một mền cho Bừng Trong. Một mền cho Hà Lê. Hai mền nhớ lấy hai mền khác nhau. Một mền cho Oanh Nguyễn. Một mền cho Hà Đinh. Một mền cho Phú Trọng. Một mền Ngọc Hoài. Lẻ lẻ mày. Ừ. Một mền Trăm Trần. Ừ trời ơi. Hai mền thì Mi Bùi. Một mền Khả Uyên. Nè, hai lớp. Hai lớp lớp. Một mền Tạ Thiện Bích Hường. Bích Hường. Hàng quả da đó không có đúng 62 cái. Một mền Quỳnh Vân. Bung ra một cái một nhà. Một mền Minh Trang. Lấy màu quần không gì đem cho mấy chị. Bung ra một cái là một nhà luôn nè. Một mền Luyện Nguyễn. Nè. Bung ra một cái là một nhà như thế. Hai mền thì Hà Thúy Hằng. Hai mền lấy hai màu khác nhau cho mấy chị. Lấy ngẫu nhiên mềm cho mấy chị ơi. Nè, hai mền em lấy hai màu khác nhau cho mấy chị nhé. Còn chị nào chưa thấy thì khoan hạn chốt. Nè, B. Hoa Hướng Dương. Có B nè. Trời ơi các bạn. Đây Hoa Hướng Dương, hai lớp nè, còn trồng bông dày và to cực kỳ. 99k.
ngoài. Rồi chị nào chưa? Đúng rồi, đa số là cái lớp trong các bạn. Có cái này là hai da đúng không? Rồi chị nào chưa có men thì comment lên giùm em. Mua ngoài đi quên liền. Có 62 cả dịu giấy với lại da hoang lại trăm trăm. To quá. Thế mua ngoài đi Minh Trang. Mua ngoài đi Nguyễn Thu Hà. Mua ngoài đi Xuân Lê Tinh. Mua ngoài đi Xuân Trần. À, chỉnh mà chỉnh cái kèo. Lấy màu ngẫu nhiên như bên trên. Đừng có quá nhiều màu rồi không chọn được cái gì. Mua ngoài đi Đào Trang. Mua ngoài đi Bích Quyền. Nó nhiều vậy đó má chế, nó nhiều vậy đó. Cái hàng này em chi âm. Hai ngoài đi Dương Phương. Em lấy vô nhưng phần trăm lẻ mấy em chưa tính tiền sang thì em chi âm. Mua ngoài đi Hoài Trân Đỗ. Hôm nay em bên không được view, view lên không nổi luôn nè. Kỳ quá vậy. Hai mình đi Hà Thúy Hằng. Từ chưa tới giờ nó sao? Bỏ view Hà Thúy Hằng em ơi. Có mình rồi. Từ chưa giờ sao view lên không nổi luôn á. Rồi mình 99k được có mấy cái 62 cái mền á. Mình 99k chị đẹp ơi chia sẻ bài giùm em nha. Rồi mình vô mình chốt hả. Nè 99k mình này là mét 82m nha cả nhà ơi. Mét 82m. Mua mền thì Nguyên Nguyễn. Hàng 2 lớp và có trần bông bên trong. Nó là mền hè của Zara Home á. Mua mền thì Ngọc Mai. Ê, em post được có đúng 62 cái chứ có thêm là em có thêm cho mấy chị rồi nhưng mà không còn. Không còn đúng 62 cái thôi. Mua mền thì Nguyên Nguyễn. Chốt nhanh tay nha. Mền to. Nè ôm xong rồi ôm ra ngoài nha. Không có chỗ mà để trong này đâu. Mua mền Trần Oanh. Có lên đồ chứ, chốt xong cái này mình lên đồ nha mọi người nha. Từ từ nha, có đồ ngang, đồ nữ. Hôm nay tối nay em nói thiệt em chi âm một tối. Một mình đi Trần Gia Vĩ. Ok, mua em là cái này đấy. Thêm một mình đi Xuân Lê Tinh. Không hỏi má gì đâu. 99 cho một mình như vậy. 99 cho một mệt bao nhiêu cái rồi bé. Một mình đi Thùy Trang. Một mình, hai mình đi Thủy Charlie. Nhớ nha, người hai mình lấy hai cái mệt khác nhau nha. Mà cứ đếm một cặp 10 là mày khỏi phải đếm tới đếm lui nhiều. Một mình đi Nguyễn Long Phúc. Một mình cho Đoàn Văn Bình. Một mình cho Nguyễn Nhung. Mình còn. Thêm một mình cho Bùm Trong. Một mình cho Ngô Hoàng Thiên Long. Một mình cho Hạnh Vũ. Bộ mặt lên chưa? Chờ từ từ bộ mặt em sẽ lên luôn cho mấy chị nè. Một mình như Tuyền. Một mình cho Thu Thúy Nguyễn. Một mình Trương Diễm. Như cả đây. Một mình Cherry Nguyễn. Cherry Nguyễn ơi vào tin nhắn cho mình xin cái địa chỉ đi Cherry Nguyễn ơi. Năm mấy? 56 đúng không? Còn 6 cái mền nữa. Còn 6 cái mền. Nè, ôm ra đi. Ôm ra. Còn 6 cái mền đó. Rồi chị nào lấy mền chốt mền lên tiếp tục giùm em. Thôi chốt. Ừ. Một mình cho Diễm Thúy. Một mình cho Hằng Ly Trần. Một mình cho Mai Thi Hoàng. Lấy màu bất kỳ gì mình cho mấy chị. Một mình cho Ngọc Nhung. Cái này chị âm cho mấy chị. Chỉ còn hai mền. Một mình cho Hân Hân. Ôm ra đi cơ. Còn một mình cuối cùng. À, mình cuối cùng thêm cho Trương Diễm. Lên quần áo cho mấy rồi, hết mình cho mấy chị. Đây, chị nào lấy hai cái khác nào. Trời, bung có mấy cái mệt đó luôn. Ôm mệt, ôm bọc ra luôn nè. Nè, ôm ra đi. Xíu nhé chị. Rồi, ok chưa? Bây giờ mình sẽ lên nhá. Chữ này lại chưa? Ôm cái đóng rồi ra, đóng bọc ôm ra lên. Rồi bộ mặt dục đâu rồi anh? Bộ mặt chụp đâu rồi? Đó. Ok. Rồi lên xả lên đủ các kiểu cho mấy chị em nha. Xe bài lên giùm em. Xe bài lên giùm em chị em mình ơi. Bộ mặt nè 89k. Rồi chị nào lấy bộ mặt chốt bộ mặt giùm em. Thì có rẻ khủng khiếp luôn 89k. Nè, khó được chị sale thì sẽ chi âm cho mấy chị chết đây mấy chị. Thấy chết chưa? Bộ mặt thì mấy chén nhìn cái form em mặc nhé. Đấy, đó là sẽ form rộng rộng như thế này đây. Từ 40kg đổ lên 55-57kg đổ về. Ok chén. Chén nào lấy bộ mặt comment bộ mặt cho em. Chất bao đẹp.
bộ mặt. Đúng rồi, Xuân Lê Tinh có hai mặt. Comment giùm em bộ mặt. Ở hết mặt cho mấy chị, chị nào chưa có để lô sau về cho mấy chị. Bộ mặt đơn nắng bộ mặt của Vân Nguyễn. Bộ mặt con. Bộ mặt Nhí Nguyễn. Chắc chắn có một bộ mặt thôi, cái này hình như là thứ có mấy bộ thôi. Bộ mặt của Phạm Su Beo. Không một. Là hàng để mẫu cho mình. Cái này hàng này để mẫu nè anh. Bộ mặt cuối cùng như Kim Nguyên. Hết bộ mặt. Xuất sắc chưa? Vẽ bèo nhèo luôn á. Chất toàn là chất bữa tơ với chất lãi nằm được gì không á. Cả nhà ơi, phối dây kéo phía sau này. Phối dây kéo phía sau bộ này ba xinh. 89k. Em khoảng 70 độ vào ok. Em khoảng 70 ha. Đây có size gì đây. Size của nó khoảng size M. Em khoảng 70-71 độ vào ok á cả nhà nha. Rồi 89.000. Chốt giùm em mã số là 45. Được 2 bộ. 45 được 2 bộ này. Comment mã 45 giùm em. Comment mã 45. Tối nay có áo nam ha. Mã 45 89k được 2 bộ. Rồi comment giùm em mã 45. Chốt mã 45. Hàng này hoàn toàn là mới khui để chị ăn cho mấy chị hết á mấy chị. Mới khui ra để chị ăn hết nè. 45 được 2 set. 45 được 2. Xuất sắc chưa nè mấy chị ơi. Mấy cái đầm này xinh. 45 tâm trường. Mấy cái đầm này xinh dữ lắm. Em khoảng 72 độ vào ok. Nào Trang có một cái mền. Em khoảng 72 độ vào ok. Xin cho 89k có hai màu xanh và đỏ nha. Bộ mặt hết nha mấy chị. Có hai màu đỏ và xanh. Mà 45 phần 1. Đấy, khoảng chừng 52-53. 52-53 kỹ thuật về ok hết. Em khoảng 72-73 mấy cái đường. Cái này có hai màu đỏ và xanh. Chốt 48. Comment 48 kèm màu. 48 đỏ và 48 xanh. 89k. 45 còn 1 và 48 kèm màu. 45 còn 1. Bộ mặt in hết rồi mấy chị ơi. Để em sẽ xem cho mấy chị từ từ lên cái nào đặt giá cái đó ha. 48 có đỏ có xanh được 2 cái. 48 có đỏ có xanh 89 ngàn được 2 cái. 48 đỏ xanh cho em. Xem 89 ngàn cho mấy chị. 48 hai màu đỏ xanh bộ mặt hết nha. Cả nhà ơi comment nhanh tay nè. Trời ơi cái caro này xinh lắm. Cái set caro này xinh lắm luôn á. 45 và 48 đỏ xanh anh. 48 xanh Nguyễn Quang Sơn. 48 đỏ. 48 đỏ Liên Lê. Set caro này có quần trong. Này set caro này có quần trong ha. Xinh lắm luôn. 45 Nguyễn Thị Hằng. Dây kéo phía sau lưng. Size này size gì? SM ha. Caro này có 2 size SM. Cảm ơn Trần Trần. Rồi caro này có 2 size SM. Set caro có 2 size S và size M nha cả nhà nha. Rồi em xem 89k cho mấy chị. Comment caro xanh kèm size chị cầm M. 2 size S size M nha cả nhà nha. 2 size SM. Trẻ nào mà mặc size nào thì mình chốt size đó giùm em. Dây kéo của caro phía sau lưng. Tủ phim trước nè ha. Caro 2 size SM 89 nha. Caro kèm size giùm em. S hoặc M giúp em nha. Đây hàng chưa bán 2 lớp. Chưa bán 2 lớp. Caro kèm size S và M giúp em nha mấy chị nha. 89 nha. Caro 2 size SM. Caro S và Caro M. Caro S chứ Liên Lê. Caro M Tâm Trương. Caro M. Caro M Nguyễn Long Phúc. Caro M. Caro M Đỗ Lan Anh. Còn M. Lấy M thêm cho Liên Lê. Còn một cái. Còn một cái M. Đen 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 không mình không biết là cái gì. Hết. Caro còn cái M. Thằng. Nó không á. Một mình nó không á. Này, có phần hai túi phía trước ha. Ủa cái đầm này xinh. Cái đầm này bao xinh. Em khoảng chừng 72 độ về mang vừa. Em khoảng 72 độ về mang vừa nè. 89 ngàn. Chốt giùm em mã số là 30. Màu đen lên hơi chói ha. 30 89 ngàn được một nè. Mã 30. Lột hết cục màu đen này coi coi đen nó là gì nha. 30 giùm em. Cái này là xét. Mã 30 có một. Cũng xét nè mấy chế nè. Nhìn thấy chưa? Đẹp tu không? 30 có một. Mã 30 có tâm trương. Có quần trong. Ủa xếp này đẹp chưa mấy chị ơi. Xếp này đẹp lắm luôn á. Rồi khoảng chừng 52-56 nó về ok. Áo nè. Áo hoặc là đầm gì đều ok hết. Có quần trong như thế này cho mình ha. Video còn không. Comment giùm em 31. 31 chứ bạn là video 95k nha mày ơi. 31 nè. 31-2. 31-2 xếp 31 có 2. Đen về để khui ra mới biết được mã nè. Rồi 31 giùm em. 31 tâm trương. 31 còn. Ủa cái này khác. 31 Mỹ Hiệp. Này khác nha. Này khác. Này là phố sẵn trên nè. Phố sẵn trên. Em khoảng chừng 72 độ về. 72-73 độ về ok. 89 ngàn chút. Chốt giùm em mã số là 35. 35 giùm em. Comment giùm em mã 35. Ở đây em có từ từ em sẽ lên nó lên cho mấy chế nha. 35 giùm em nè. Comment giùm em cái đen này mã 35. 35 được 2.
Ba Lâm được 2 cho em. Comment giùm em. Hết rồi nha Mai Trương. Mẹ chị ăn hết rồi mấy chị đẹp ơi. Mã 35 2 cây. Ủa sếp hả? Sếp dễ thương lắm. Mấy sếp này mang lên dễ thương lắm luôn á. Mã 35 với Nguyễn. 35 vòng. Đây nó là quần váy. 35 hoa trần. Nó là quần váy chứ không phải váy rồi nha. Nó là quần váy cả nha. Giỏ sách màu cam là cái nào em ơi? À cái đó phải giỏ sách mà là xịt nam. Xịt nam mọi người ơi. Cái hộp xịt nam. Rồi em xem 79 ngàn cho sếp này nè. 52, 53 cái cam lấy 6 rồi về. Ok nó là quần váy ha. Comment giùm em mã số 39. 39, 79 cam mã 39. Mã 39 bé qua cái sếp đây cho chị qua đây cho chị nè. Đối với ngày mai đi đơn với Ngọc Dung. Ngày mai hôm tối nay em xem để mai đi đơn hết á. 39 có 1. 39 có 1 cái đầm to. Thấy Quỳnh Nhi nha. 39 có tâm trường. Cái đầm nè. Cái đầm 100 mấy rồi nè cả nhà ơi. Đầm này là đầm 100 mấy đó cả nhà. Nhớ không? Nè cùng nơi trên vai như thế này giùm em ha. Tụi cái đầm không bỏ nè. Cái dây của nó có đạp dây sẵn rồi, mình chỉ cần về bụng nơi thôi nha, mình không có cần canh cỡ. Rồi 54 55 cái cam 6 rồi về ok, em sale 89k cho cái đầm này luôn. 89.000 chốt mã 40. 40 nè, 89.000 comment mã 40 lột em ơi. Cứ có một cái lột đồ cho chị đấy. Comment mã 40 giùm em. Comment giùm em mã 40 lột đồ qua đây. Chốt giùm em mã 40. 40 Quỳnh Nhi. Hết. Cái này xinh nè mấy chị. Xinh lắm, có cái nơ phía sau cho mình. Đấy, tay tiên. Tay tiên nó có cái nơ phía sau như thế này cho mình ha. Đấy, còn cái nơ phía sau như thế. Xinh không? 53, 54 cái cam 6 rồi về ok. 53, 54 cái cam 6 rồi về ok. 89 ngàn chốt giùm em mã số 41. Bình Dương là sau ngày mai chốt đơn là sau 3 ngày sau sẽ nhận được cho Liên Diệu. 41 nè, có cái nơ phía sau lưng ha. Mã 41. 41, 89 ngàn chốt 41 giùm em. Comment mã 41. Chốt 41 giùm em ha. Cái gì đây? Dây cột gì hả? À, dây cột eo, cột eo. Đây đó, lộn 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 41. Lộn cái tổng dây cột em lại. Cái này giống như đầm hồng câu vậy đó. Cái mới vào Messenger đọc và cho mình xin địa chỉ rồi mới ra like chốt được cho mấy chị nha. Xin chào Phạm Duy nè. Mã 41 có 1. Nè cả nhà ơi, cái này là cột nè. Cái dây nơ để mình buộc eo á cả nhà. Buộc eo như thế hả? Này dạng giống như đầm hồng tôm luôn đó cả nhà. 89 ngàn em khoảng 72 đổ về ok. Rồi xe 79 ngàn chốt giùm em mã 45. 79 ngàn comment mã 45 nè. Rồi 45 giùm em. Xe lấy chốt 45 giùm em nha cả nhà ơi. Cái này chất lai nền em đã nói là em hôm nay em có một lô cái chất lai nền xịt lắm. Cái lai nền xịt kinh khủng lắm luôn á. Mà muốn xem chi âm cho mấy chị nè. Mấy cái chất này lấy đâu có rẻ đâu cả nhà. Lấy cao tiền không. Nếu mà mấy chất khác thì rẻ. Nhưng mà chất lai nền này là cao tiền nè. Nhìn trong lai nó sẽ không có đẹp bằng nhìn bên ngoài đâu. Em này có hồng xanh và vàng. Hồng xanh vàng giống không? Nó đó chị. Rồi 79k. Ôi vàng khác nè ơi. Vàng khác cái gì á. Rồi có xanh và hồng thôi. Này coi cho kỹ nè. 54 cái cam 6 rồi về ok. Chất là chất lai nền nha. 79 ngàn. Chốt giùm em mã số là 49 kèm màu. 49 xanh hồng. Mở ra coi nè. 49 xanh hồng. Phải vàng không? Xanh hồng. Đưa cái vàng ra dơ lên coi. Tôi thấy khác nhá. Rồi xanh hồng. Cái này giống không? Rồi đưa vàng đây. Đưa vàng đây. Cái gì vậy trời. Xanh hồng vàng luôn. Rồi xanh hồng vàng luôn ha. Chất là chất lai nền á. Hàng này hàng thiết kế giống phải hàng đồ ngủ đâu nha cả nhà nhá. Bao nhiêu? 49 xanh hồng vàng. Chốt đây. 49 xanh Nguyễn Quang Sơn. 49 hồng Trần Thị Xuân Tài. Xanh hồng. Khác hồng nè. Và xanh vàng. 49 còn xanh và vàng. 49 còn xanh còn vàng. 49 xanh của Trang Huỳnh. 49 còn xanh vàng. 49 xanh của Mai Trinh. Hết xanh. 49 còn vàng. 49 còn vàng. 49 vàng Úc Thùy. Còn một cái vàng. Xanh mặt hết nha Phong Võ. Vàng này khác em. Giống luôn hả? Vậy là còn hai vàng hả? 49 vàng của Dung Phương. Mấy cái vàng rồi? Mấy cái vàng rồi bé? Rồi còn một cái 49 vàng. 49 vàng cuối cùng của Thi Thảo. Bục nơ cái đầm này lại coi. Mà 41 này còn đúng không? Dạ còn. 41 của Trang Khanh. Còn 45.
sát thiết kế nè. Hôm nay là em sale lộn xộn cho mấy chị ha. Đây cái dây nơ này nè mấy chế có thể là vòng vô, mấy chế buộc cổ hoặc mấy chế không buộc cũng đẹp nữa. Đấy, có cái dây thông như thế này cho mình ha. Mấy chế nhìn chất quần của nó nè. Chất chân váy của nó đúng tát ta xịn. Và có quần trong nhá. Chân váy có quần trong hết, mấy chế nhìn giùm em. Đấy, tát ta xịn, chân váy có quần trong. Eo khoảng 70 độ vào ok. Cái áo này mấy chế tính đi, một cái áo này là bao nhiêu tiền rồi? Một cái áo này thôi nè là đã hỏi 99k một áo này em có bán rồi nè. Áo siêu siêu đẹp. Phối bèo dưới này ha. Đấy, phối trung thun dưới đó. Em khoảng 70 độ vào ok cái set này ha. Áo thì dễ mang, tách rời nó mang cũng được. Rồi set hồng sale 89k cho mấy chị. 89.000. Cái gì vậy? Rồi set hồng. Vân chồng không có 49 vàng. Set hồng em sale 89k cho mấy chị co chết giùm em nha. Đây, co chết giùm em, nó có cộng dây như thế đó. Set hồng giùm em. Set hồng 89k đừng có set này còn cái màu hồng nó. Cục nơ. Cái cục nơ. Rồi set hồng này 89k bình thường. Comment set hồng giùm em. Ê đừng cộng dây, lụm cộng dây. Sao mà có cộng dây thì cứ rớt hoài vậy trời. Mã set hồng. Set hồng ở đây. 89.000. 89.000 chốt set hồng giùm em. Mã set hồng. Set hồng cho Liên Lê. Set hồng. Set hồng của Tâm Trương. Bộ mặt hết. Mã set hồng nha An Phan. Trời ơi cái này set 89.000 thì hối lẹ nè mấy chế ơi. Mã set hồng Như Nguyễn. Có bao giờ mà có giá này đâu, nguyên một set. Set hồng Ruby Kim. Trong váy tóc ta xịn. Áo nè. Áo còn xịn không kém. Rồi set hồng Nguyên còn. Rồi mấy chị thấy chưa? Dập ly à, phối nè. Mã set hồng Thảo Canh. Set hồng còn. Dây một em set hồng còn mấy giờ? Set hồng Trang Huỳnh. 89k. Còn hai set hồng. Còn hai set hồng tôi nói lên hàng thứ một cái mà chưa kỳ vậy trời. Ừ. Đâu rồi hàng thứ một cái đâu, bay có mang hàng thứ một cái vô cho tao đâu. Đó. Đưa đây, quăng đây không? Đó, dục thuốc ngoài đó đó. Rồi set hồng còn. Set hồng em còn đi nè. Mã set hồng còn mấy chị, khách mới vào Messenger đọc cho em. Trời ơi cái đồng này đồng 100 mấy nè. Đồng 100 mấy nè. Mã set hồng cho Hân Hân. Set hồng còn mấy? Còn 1 cái. Tao biết ngay luôn mà, tao biết ngay luôn á. Tao biết ngay luôn á. Rồi phong 55 cái độ bè ok, đồng to mự. Chế nào thích mà bẹt vai thì bẹt, kéo vai lên thì kéo nha, tay là tay hai lớp. Và cho 89.000 cho cái đầm này luôn. Phong 54-55 cái độ bè ok. 89k chốt cho em mã số 1. Xếp hồng còn 1. Nên lên áo phương không trẻ có thời gian nó sẽ lên có phương nam nè. Mã 1 áo nam xịt đó. Mã 1 đi cục nam rồi. Rồi mã 1 nè. Liên Lê có xếp hồng rồi. Xếp hồng còn 1 và mã 1 189.000. Mã 1 giùm em. Chị Hồng Hạnh Lưu và Bạch Hảo vào xưa Messenger đọc. Em đi kiếm hàng thứ một cái để em lên cho mấy chị á. Mã số 1 với Dung Phương. Sao em cắt ra cục nào cũng thấy là nó một cục vậy trời. Nè, lôi xa cũng thấy cục cục nó đó. Đây giống bộ mặt không? Ôi cái này còn đẹp hơn bộ mặt nữa. Bộ mặt là cái chi hè. Các chị nhìn thấy chưa? Dũng nè. Dũng phần này nè, sẽ tà. Đẹp quá vậy đó. Đấy, Dũng ở dưới nè. Xếp mặt hết rồi gì Phan Văn Thường Phan. Dũng dưới eo, sẽ tà này cả nhà nè. Trời ơi, cái quần nó đẹp. Cảm ơn chị Nguyên Nguyễn. Đấy, khoảng chừng size M là sẽ mang cái set này ok ha. Set này đẹp đó. 89.000. Rồi 89.000. Đây cũng muốn té xỉu luôn đó. Rồi này comment giùm em mã số là 3. Rồi mã 3 cả nhà ơi, 3 nè, phố Dũng bên hông nè, sẽ ta. Một set mặt nạ cho Hoa Huỳnh. 3 nè, 389k 1 2 cái 3 nè. Rồi mã 3 nè. Comment mã 3 giùm em. Để gì mà nó đẹp. Có hẳn bên đây kìa. 3 được 2 set. 3 được 2 set anh. Mã 3. Mã số 3 có 2. Nè, xuất sắc chưa? Set hồng còn 1 đúng không em? Dạ. Set hồng cuối cùng cho Hồng Hạnh Lưu. Ba còn ba có hai anh ơi. Ba. Bởi vậy nói đừng có hỏi set mặt nhiều, set đẹp lắm, đẹp độc lắm cả nhà. Mã số 3 của Phan Văn Cường Phan. Ồ cái set xanh này cũng vậy nè. Số 3 cho Ái Liên. Hết ba. Này eo khoảng 70-71 trở về ok, mấy chị nhìn thấy quần không? Quần là quần lưng cao. Áo nè, sẽ tà phối dũng ngay eo. Rồi màu xanh này chốt số 8 cho em. Màu xanh chốt số 8. Mã số 8 giùm em nha mấy chị. Không đúng mẫu mã không anh. Thì anh ơi cho em hỏi mua hàng có kiểm tra hàng không đúng mẫu mã không anh? Không chế đẹp ơi. Rồi, đọc mình sẽ gửi cái địa chỉ cho mấy chị luôn, vào tận shop mình rồi kiểm tra. Để xem luôn ha. Thế là muốn xem thì vào tận shop xem giùm em nha. Chứ còn mà em ship tới nơi thì mấy chế thôi. Mã số 8 An Phạm. Em mà có gửi lỗ mẫu lỗ mã thì em sẽ hả?
bao trổ trả cho mấy chị nha. Bên em chốt đơn phòng mềm đó, gửi lộn mẫu lộn mã thì nói chung là cái vấn đề đó hả, ngàn đơn thì may ra có 1 đơn gửi lộn mẫu lộn mã, mà bên em mà có gửi lộn nó thì bên em sẽ hả, chịu ship đi ship về cho mấy chị. Chứ còn mà cái vấn đề mà mua hàng này mà còn đòi kiểm tra hàng thì hôm chị ra xong chị mua cho nó nhanh. Tại biết sao không, bán hàng này em lời chẳng có nhiêu hết, được vài ngàn một cái thôi, nhưng mà khi mà kiểm tra về được chừng thì chúng ta khi mà kiểm tra đơn hàng á là bên em phải trả thêm một cái tiền phí gọi là cái phí đồng kiểm, bên em sẽ không có tiền để bù vô cái tiền phí đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà kiểm tra hàng rồi mấy chị mà không nhận, mấy chị trả về thì không còn là hàng bên em nữa mà sẽ bị cháo hàng á. Em không nói mấy chị gian hay gì, nhưng mà bị cái là cục hàng khi mà trả về nó sẽ đi tới từng bưu điện này, hoặc qua bưu cục này qua bưu cục kia là hết. Nhiều người, nói chung là nhiều người tánh kỳ đó, có đồ cháo hàng đổi hàng. Nên là mấy chị em có nói rõ, chị nào tin tưởng shop em thì mấy chị mua đồ giùm em, còn không tin tưởng thì mình xem chơi cho vui chứ đừng đặt hàng. Cái đó là em có nói thẳng cho mấy chị thấy, có ai lừa đảo mà có nói thẳng giống như bên em không. Bên em là nói rõ trong tin nhắn luôn, tin tưởng thì mua, không thì xem chơi cho vui giúp em nha. Rồi cái này khỏi xem màu, ok 89k nè. Còn mà mua livestream này nè, em nói thiệt á, em show từng mẫu, từng mã, từng cái này cho mấy chị, mà mấy chị mà còn sợ em lừa mấy chị nó thì thôi, chứ cái đó sẽ tiền đã xấu mua thôi, chứ còn không biết là mua ở đâu mới tin tưởng được nè. Đó này chốt số 10 nè, mã 10 đúng không, 89k. Comment mã 10 này, nó ở trong bọc và em không biết nó là mẫu gì nên em phải lột ra từng cái em coi cho mấy chị nha. Mã 10. Em còn sợ là hả, nó xếp về còn lỗ mẫu này mẫu kia nên phải một lột ra từng cái xem á. Rồi cái màu hồng này chốt mã 13 cũng là Dũng nè. Mã số 10 của bí cô Út. Dũng em nè. Rồi sẽ tà ha. Mã 13. Rồi chúc mã 13. Chúc mừng nhắn và khi giao hàng bưu tá shipper sẽ gọi qua số điện thoại của mấy chị. Rồi mã 13 giùm em 89k ngồi bán từng xét xét lột ra mấy chị. Cảm ơn chị Diệu Thúy. Em nói thiệt, ai mà khách mới em khuyên mấy chị nha. Nếu mà tin tưởng thì mua, không thì xem chơi cho vui. Còn chưa tin nữa mà muốn thử á, mua thử một lần thôi, mua thử một lần cho biết. Nếu mà ok thì mình mua tiếp, còn không thì thôi, nghỉ mua ha, không thôi cạch mặt em ra. Thiệt, ai mà lỡ dính cho em rồi là không có bỏ được đâu, không dứt ra nổi đâu mấy chị ơi. Mã 13 quý lắm. Tại vì sợ là dính cho em rồi lại bắt đầu lại than tốn tiền nữa. Rồi xếp màu xanh này chốt giùm em mã số là 20. 20 89 ngàn. Cảm ơn Thanh Lan Vũ. 20 89 ngàn. Trời ơi, nghĩ sao xếp này bán 89k cho mấy chị á. Em ngồi em like luôn, cả buổi khi nào cái like cuối thì chốt đơn đi, cũng là một like tri ân ngập tràn hết. Bao nhiêu đây? 20 89 gì? 20 một. 20 được một. Cái này xinh chưa? Cái này xinh chưa? Về cột. Cảm ơn Tâm Trương. Bả 20 thí lê. Xinh quá à. Năm 2 năm 3 cái đầu vẹo ok. Được con nhỏ này một nơ đẹp. Chứ đưa cho em một nơ thì má rồi trôn cái đầm. 89 ngàn nè. Rồi cái đầm hồng này chốt cho em mã hồng. Xinh 20. Hồng 53, 54, cái cam mấy 6. Đầu vẹo ok. Tốn thật sự. 20. Comment cho em mã hồng. Cảm ơn Nguyễn Nhi. Hồng. Hồng được một. Không, em nói dính cho em là tốn tiền, đừng có tham tốn tiền nha. Tốn tiền mà đẹp là được mấy chị. Gì chứ em nói nhịn ăn được chứ em không nhịn mặt được đâu. Đồ em á, em không đi đâu nhưng mà em cũng lấy đồ một đống em treo đầy tủ em thắm cho. Má hồng cho chị bùng trong. Bộ mặt hết rồi lêu chịu. Sẽ dễ thương không? 89k. Thôi mày dưới 50kg được về, 50kg được về ok cho em chứ sao có chung không nè. 89 ngàn dây kéo không ha. Dây kéo không, 89k cho sếp dễ thương này. Bộ mặt hết cho Thiên Ái. Này comment giùm em mã số là 56. 89 ngàn mã 56 nè. Mã 56. Trời ơi sao cái này dễ thương. Nè chất Lai Nằm, chất này em nói đúng là đúng chất đấy nhá. Em nói thiệt chất nào là đúng chất đó. Cả nhà nhìn chất Lai Nằm bên em nha. Thiệt chứ cái like của em nói là nó chôn đồ á. Nó chôn đồ chứ chất Lai Nằm người ta đẹp vậy đây. Hồi trưa em có khoe là em có một lô Lai Nằm, em tính chị ân cho mấy chị á. Đấy và giờ em khui nó đây. Khui hàng gì? Xinh quá xinh nè. Có em mã 56 liên lê. Chị em mới rút một set em mặc là không thèm giặt. Em mặc đồ là không. Cảm ơn chị Xuyên My. Mặc xong rồi là nó muốn đi đâu nó đi đó. Mặc xong một đứa một nó muốn đi đâu nó đi đó. Nè xin chưa? Xin chưa? Rồi 85k. 85k 54 cái cam mấy 6 rồi về ok. 85 hồng. 85 hồng nè. 85 hồng, 85 cam, tất cả đều là chất Lai Nằm hết nhá. 85 hồng, 85 cam, 85 cá. Toàn bộ chất Lai Nằm xịt khối ren. 85 cam. Hồng, cam, nâu và xanh. Hồng, cam, nâu, xanh, toàn bộ chất Lai Nằm. 55 cái cam 6 thì phải ok. 85 hồng, cam, nâu, xanh. 85. 85 kèm màu hồng, cam, 85 hồng nhi nhi. Còn hồng, cam, nâu, xanh nè. Tất cả toàn chất Lai Nằm không á nha. Cả nhà chất Lai Nằm này mặc sướng lắm. Vừa mát, vừa đẹp, vừa thoải mái.
hồng cam nâu xanh. Nghĩ trái lan nào này chứ, may áo kiểu toàn là may áo kiểu không á hả? 85 trăm thu mai. May áo kiểu thì họ bán một cái ra cũng hả? 89 85 hồng quốc thùy. Hết hồng. Toàn hồng vậy. 85 trăm Nguyễn Thu Thảo. Hết cam. Hết cam. Còn nâu xanh. 85 còn nâu xanh, đang chết lên nào. Cật chất cho mấy chị yêu coi nè. Còn nâu và xanh. Còn nâu và xanh ha. Áo nam dạ có, để xíu nữa em lên xin kẻ cho mấy chị yêu luôn. Còn nâu xanh, chết lên nào xinh ha. Mặc lên là xinh nhất nha. Còn nâu và xanh. Còn nâu và xanh, quần này là quần thôi. Trùm mông luôn á. À, áo trùm mông luôn đó cả nhà. Áo phong gia. Quần trùm mông. Quần thì phải trùm mông đấy nhỏ. Rồi cả nhà ơi, còn nâu và xanh. Đáng ghê. Áo này áo trùm mông luôn á. Rồi còn nâu xanh. Ê, đưa cái xanh mực kia đây, xanh mực của Nam đó kìa. Xanh mực Nam đây đây coi. Đưa đủ xanh đây. Còn nâu xanh, 85 còn nâu xanh á. Chốt thêm anh. 85 hai màu nâu xanh. 85 xanh cũng lý lạ. Còn nâu xanh. 85 xanh như Lê Thị Kiều Hoa. Còn nâu và xanh luôn. 85 xanh như Vân Nguyễn. Còn nâu xanh luôn. Nâu đẹp này mà. 85 nâu như Hạ Như. Ừ, còn 85 xanh như Quỳnh Thanh. Hết xanh. Hết xanh còn nâu. Còn hai cái nâu. 85 còn hai cái nâu. 85 nâu Nguyễn Dung. Còn một cái nâu. Ê, còn một cái nâu 85. Hết xanh là Mỹ Linh ơi. 85 còn nâu. Hết xanh như Mỹ Nguyễn. À chị. Xét mặt hết như Ngọc Hằng. Lột đồ thứ một cái thôi. 85 còn cái màu nâu. Áo nam này, em lên áo nam hàng suốt cho mấy chị nhá. Áo nam vải đẹp. Bao vải áo nam. Đây bé, đưa con coi sao. Sẵn này có size gì vậy? Mực kìa, dưới chị ạ. Dưới chị ạ, size gì? Đen, đen, đen. Đen hay mực? Đen, này mực. Sao không? Mực dưới là phía dưới chị ạ. Bởi vậy, ta cãi tao. Lộn nữa. 85 còn cái nâu nha mấy chị. 85 còn cái nâu hả bé? Còn cái nâu. Nè, lên hàng áo suốt cho mấy chị nhá. Bao vải đẹp. Ở mấy chị nhìn thay mờ nha, tại vì nó có đường đường. Nó là hàng suốt nên là size nó rất là to. Size mờ của nó từ 58 tới 63, 64 ký mang được. Hai cô nha, cả nhà nha. Size mờ, size mờ rất là to, từ 58 tới 63, 64 ha. Nói chung là dưới 65 ký mang được size mờ luôn đó cả nhà nha. Rồi size L nè. Rồi mực nè, 89.000 cho áo nam. Chất hàng này em bao nhận về mà chê áo nam 76 em cho trả. Ê ê, về thu size ra đi. Rồi. Size L nè, size L là từ 64 tới 68 ký mang size L. Từ 58 tới 64 ký mình mang size M. Từ 64 tới 68 ký mình mang size L. Đưa cái 1X đây. 64 tới 68 ký mình mang size L cho em. Em đọc size từng ký ha. Từng ký từng size cả nhà nghe kỹ rồi mình chốt giùm em nha. Và size 1X là từ 68 tới 72 ký mình sẽ mang ok cho em. Từ 68 tới 72 ký mình mang 1X. Từ 64 tới 68 kg mình mang size L, từ 58 tới 64 kg thì mình mang size M cho em. Mực kèm size M, L và 1X 89.000. Không có ở đâu mà đi kiếm áo nam vừa rẻ vừa đẹp như sáu bên. Ủa chứ mấy chị, không có ở đâu hết. Cả nhà nhận áo này về cho em một cái review, một cái feedback nhé. Mực kèm size M, L, 1X. Không có 2X cả nhà ơi, không có 2X đúng không? Mực size L Quảng Xuân Thùy. Không có 2X đâu. Áo mực size M của anh Nguyễn. Hàng 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 xuất theo á. Cái gì? Cái lời chứ mờ. Ok. Còn một ít không hả? Một ít nhiều hả? Ok. Không có thấy cho nên 72 cái trở về mang một ít. Mực sai lời ngân thúy ngân thúy phạm. Rồi cầm ML một ít. Mực sai lời Mỹ Linh. Hết lời. Hết lời. Mực một ít Tuyết Nguyễn. Một ít hết đó hả? Mực một ít Nhung Mai. Ok. 89.000 áo nam. Mực một ít Nhi Nhi. Mực còn ML 1X. Đập xét chờ em sẽ lên tiếp tục cho mấy chế nha. Hết L. Hết L hả? Mực sao M của Như Yên. Rồi chị cầm hết luôn hả? Cái gì của Như Yên? M. Ok hết M này. Còn L và 1X. Chị cầm L hả? Có. Mực sao L của Hương Lê. Hết L luôn nè. Còn 1X thôi. Mực 1X Lan Phan. Ok mực còn 1X. Mực 1X của Lê Thị Kiều Hoa. Ok. Mực còn 1X. Mực một ít cho Nhung Nguyễn. Ít cho Nhung Nguyễn. Mực còn một ít nhé. Một cái Ngân Thanh. 67, 68 tới 72, 73 ký mang một ít được nhé cả nhà ơi. Mấy chị nhìn cái size một. Mực chỉ còn một ít thôi mấy chị. Nè, 67, 68 tới 72, 73 ký mình mang size một ít cho em. Vì áo thun mà có độ co giãn như thế này thì quá dễ mang chứ, đúng không cả nhà? Chất là chất áo á, polo này cả nhà. Cả nhà ơi, đây, chất này áo polo á, chất á.
chất giống như chất cá sấu nhưng mà đẹp hơn hàng cá sấu nha cả nhà. Ôi đẹp lắm luôn á. Nhiều chất cá sấu thì nó thô đúng không, nó thô nó cứng nó không co giãn, còn chất này vừa co giãn vừa đẹp. Hàng em bao chỗ bao đẹp cho mấy chế mực, bây giờ chỉ còn một ít thôi, mực còn một ít thôi ha. Chế nào lấy một ít thì chốt một ít lên cho em. Mực áo nam 89k còn sang một ít, chế lấy chốt mực một ít hết L hết M. Được 3 cái mực còn một ít thôi nha mấy chị. Mực mỗi cái Huyền Lê cái đầm sống quá đi, mực còn một ít. Những cái bản này đẹp quá. Mình rất lâu quá. Mực ở chỗ Tuyết Liên. Mực ở chỗ Thanh Hương. Đầm sơ mi này được 3 cái. Đầm sơ mi siêu đẹp được 3 cái. Cái vải của nó đẹp lắm. Và nó có phối 2 túi bên hông nè. Nó có phối 2 túi bên hông. Làm sơ mi siêu đẹp. Thấy Ngân Thanh có thấy tin nhắn của mình không? Chắc đẹp. Chắc mới nãy giờ rồi. Mà phải vào tin nhắn cho mình xin cái thông tin trước rồi mới ra like chốt được nha mấy chị. Rồi mực còn một ít nhá. Rồi đàm này em xe 79k cho mấy chị. 54 cái cam mấy 6 rồi bè ok. Chốt giùm em mã 79. 79 cho đầm sơ mi siêu đẹp. Có 2 túi nữa ha. Phải đẹp lắm. 79 nè. Xe 79 ra được 3 cái. Mực 1 ít chứ Ngô Linh. Còn mực 1 ít. Rương xa bây giờ chỉ còn 1 ít thôi rương xa. Mã 79 xe bóp chất, mã 79 nó mèo Yoko, còn 79 nó Mỹ Linh, còn 1 79 nó Hương Phan. Xe này cho mấy trẻ à, trẻ nào thích mặc sexy đấy, có thể là mặc cái này xong rồi mình mít thêm cái áo khoác bên ngoài đúng không, có thể mặc cái này xong mít thêm một cái áo khoác bên ngoài mà chất của nó đẹp lắm mấy chú ơi. Mít thêm cái áo khoác bên ngoài hoặc mặc ngủ ha đấy, nhưng mà mặc cái này mà mít thêm cái áo khoác bên ngoài thì quá là đẹp cả nhà ơi. Caro hồng vải dày dặn nhá. Và xem cho mấy chị yêu nhà mình 69k chốt caro hồng. Đấy. Mấy cái này bên trong nè, form này 52, 53 cái độ vẻ ok hết. Caro hồng, mấy thêm cái áo khoác bên ngoài là ok. Này có áo khoác gì cũng được nè, khoác len, khoác gì cũng ok luôn mà caro hồng. Dễ thương. 69k quan trọng là vải rất đẹp. Caro hồng 69k. Áo nam còn nha chị Lê Hiền Hương. Caro hồng giùm em. Chị chuẩn bị hẳn cọc giúp em xong rồi chốt lại nha. Khách mới như khách cũ có đơn hoàng bị sót rồi, cái đơn sau muốn chốt lại cọc trước thì mẹ mới dám chốt nha mấy chị. Comment giùm em mã caro hồng cái gì đây. Thấy Ngô Linh. Thấy một cục nhá. Caro hồng bích áo khoác là quá đẹp chị. Gì? Ờ hàng lột ra rồi hả? 79 hết. Rồi còn caro hồng thôi. Lại là cái đầm. Nguyễn Lộc không có 79. Caro hồng của Nguyễn Thị Hằng. Còn một. Caro hồng còn một. Đang về tụi bụng nơ giùm em nha. Em sợ bụng nơ đây mấy chị nhìn nơ mấy chị chạy trốn hết. Sợ. Tại cái một cái chưa hồng Ngô Linh. Tại nhìn cái nơ cái chạy trốn hết. Em này khoảng 70 được về ok. Rồi em xem 79.000 nè. Phải nói không? Không vừa Ngô Linh ơi. Rồi 79.000 nè. Comment giùm em mã số là 8. Rồi chốt mã 8 giùm em. 79k. Em khoảng 70-71 được về ok. Mã số 8. Mã 8. Cái đô hồng còn 1 cái. Mã 8 em xem 79k cho mấy chị. Giọng kho xem hết. Rồi comment mã 8 nhé. Về bụng nơ lại giùm em. Mã 8 cho em. Hay gì đây? Trong đặt đống này luôn. Cái đó hồng còn không. Mã 8 cho em. Cái đó hồng Thanh Hương cao. Còn mã 8. Cái hộp cái đó hồng. Ủa cái áo rất đẹp chứ. Khối nè. Khối dũng nè. Áo đang hot hết. Chị Nhung Mai có một ít xanh mực rồi chị ơi. Còn mã 8. Này em khoảng 70 độ về ok. Chân váy siêu siêu đẹp. Chân váy siêu đẹp. Có quần trăm luôn nhá cả nhà ơi. Chân váy siêu đẹp có quần trăm. Em 70 độ về ok. Không mặc chung thì mặc rời đều được hết. 89.000 chốt mã 10. Mã 10 nguyên set. Comment mã số 10. Chân váy có quần trăm. Rồi mã 10 giùm em nhá. 8 và 10. Rồi comment mã 10 một set nè. 8 và 10 anh. Mã số 8 Hoa Lê. Còn 8 và 10. Số 10 Trang Huỳnh. Còn 8. Rồi caro có nâu nè cả nhà nè. 69 nha. Thấy Luyện Nguyễn. Cái này rất dày đẹp. Caro nâu. Chốt bình thường mà Luyện Nguyễn. Caro nâu xe 69. Bây giờ xanh mực còn một ít thôi. Còn Luyện Nguyễn cái size S. Còn em size S là đã hết rồi nha. 52, 53 cái độ vẹo ok. Đâu có xanh mực đâu có S đâu. Là không có.
Rồi caro nâu. Thêm cái một cái chiên nhung mai. 69.000 comment caro nâu. Nó mười hết đúng không? 69.000 có caro nâu nè. 8 còn hết. 8 còn. Mã số 8 Hà Đinh. Caro nâu 69.000. Xanh mặt hết cho hơn da. Mã này nào? Đừng quan tâm xanh mặt đây, mấy cái đầm này không đẹp sao mấy chị? Nguyễn Nguyễn ơi, bây giờ xanh mực chỉ còn một ít. Mấy cái đầm 100 mấy thì em sẽ lên lựa sọt từ hàng 100 mấy hàng vài. Cô lấy tụi em một ít cho mình nha. Chắc là chắc lấy nằm. Cả nhà nhìn đi. Chắc là chắc lấy nằm xịt đét. Này như có hai màu hả? Còn mã 8 là caro nâu. Này như có hai màu. Còn này đầm 100 mấy toàn bộ hết á. Xanh và vàng. Chắc đẹp quá đây. 55kg độ vẻ ok. 55kg độ vẻ ok. Em xe 99.000 cho mấy chị em nhà mình. 99.000 chốt 99. 99 xanh hoặc vàng, 99k nè. 99 xanh hoặc vàng cho em. Dạ chị vào chuyển qua sao không băng giùm em đi chị Thu Hương. 99 xanh hoặc vàng. Có hai số tài khoản để chị lãnh về đi chị. Đẹp quá. Một một S mà. À rồi, hiểu rồi. Một một ít cho Luyện Nguyễn. 99 xanh vàng, mã caro và mã 99 xanh vàng. Nhanh tay. 99 xanh vàng. Dịch em lại. 99 xanh đưa An Ly. Dịch em lại đi. 99 vàng Ngọc Diễm Lê. Còn cái xanh cái vàng. 99 xanh Đặng Huỳnh Như. Còn vàng. 99 Thúy Nguyễn có cái vàng nha Thúy Nguyễn ơi. Tại xét này xét mất tiền. Thúy Nguyễn 479 hết xanh còn vàng. Em sẽ sell hàng lẻ mẫu thứ hàng 100 mấy hết đó cả nhà. Toàn bộ hàng 100 mấy hết. Nhét cái điều của chị Thúy Nguyễn 479 vô liền chứ màu vàng. Vàng. Nhét cho cái màu vàng đi. Hơn mãi 99. Cái hàng này là hàng mắc tiền, hàng 100 mấy em. Thấy chị Trinh Nguyễn nè. 45 đúng không? Chị khách mới vào thì nhắn mình nha mấy chị. Rồi em xem 100k cho set này luôn. 54, 55 cái cam 6 đó về ok nhìn trái phải nè. 100k tay phòng, chốt mã 100. Mã 100. Chốt mã 100 đừng cãi. Comment mã 100. Rồi set đi. Thôi cãi hết 2 set. Hàng 147. Rồi mã 100, 100k luôn. Quốc lề mấy chị ơi. Đang xét bí nè. Xét bí nè, toàn xét dễ thương. Toàn xét dễ thương. Xét bí này cũng hàng cao cao. 99 hơn. Rồi xe 89.000 cho mấy chị luôn. 54, 55 cái cam 6 rồi về ok. Chốt cho em mã số 2. Mã 100 được 2 xét. 100 bao nhiêu Nguyên? Rồi mã số 2 xe 89.000 cho mấy chị nè. 100 còn 1. 100 có BT Bích Trâm. Rồi mã 2. Mã 2 được 1. Ok chị Lê Thị Thu Hương để em gửi cái số tài khoản sao không băng chị. Mã 2. Trời ơi, comment đã trôi nhanh rồi, cái bà đặng thì lên nào nó hay chơi đề gì nó đây. Mã số 2 Bạch Liên. Dạ, biết cái mã lúc nãy nè. Mã lúc nãy nè, 52 cái cam 6 rồi về ok. 89k đúng không? 52 cái cam 6 rồi về ok, này sẽ có 89k rồi. Rồi chốt số 3. Rồi số 3 nè. Quần có trung thông phiên sau ha, số 3 được 1. Số 3 được 1. Comment mã 3. Mã 3 89k. Mã 3 được rồi. Đây cái set đẹp đẹp cho chị có dính cái set rồi. Đang mong muốn để đây cái set đó. Mã 3 được 1. Này giống mã 3 nhưng mà màu đen, chốt mã 5. 89.000 mã 5. 52 cái cam 6 rồi về ok size M mang ok. Rồi mã 5 nè. 3 được 1 89k. Mã 5 nè. 3 đây. Và 5. Mã số 3 của Thúy Phan. Thế 3 còn 5. 5 bỏ 2 bọc nha. 5 bỏ 2 bọc nè. Số 5 của Hà Võ. 5 còn. 5 của Hiền Thu. Ê, hàng trăm mấy hả? Mẹ lột cái cục này nè. Số 5 của Điệp Nguyễn. Bạn hàng mất tiền. Hết 5. Bạn hàng mất tiền không? Nè, mà nó lẻ lẻ thường cái xót kho. Nè, tại nhà thấy không? Cái này xét 1 trăm mấy nè. 29 nè. 200 mấy nè. Nhớ không cả nhà? Rồi xe S sẽ ok em á. Xe S sẽ ok em á. Cùng dập ly. Đó thiết kế. Rồi xe cho mấy chị yêu nha. Rồi xe cho mấy chị yêu giá là 101. Chốt dùm em mã số là 10. Mã 10 đường 1 xét. Mã 10 đường xét nè. Xe 101 chốt mã 10. Xe 101 comment mã 10. Cái này cũng có 1 xét thôi. Số 6 mình xét hôm nay lấy lẹ hỏi ra xem. Tại vì có số lượng rồi sợ là mai bán hàng số lượng nó là đi đơn không được, không kịp hết 10. Rồi E70 độ về ok nè. Xét thiết kế. Xét thiết kế E70 độ về ok. Bộ mặt hết đi chị Hoa Bằng Lăng. Nè có quần trong nè. Mã 10 được 1. Rồi xe xét này 99k luôn chốt 12. Mã số 10 của Bí Cô Út. 12 nè. 12 E70 độ về ok. Mã 12 Bí Cô Út khách mới được 5 món rồi, vào đọc tin nhắn của mình. Mã 12.
Mã 12 C99K. Đầm này đẹp. Đầm này thì nhìn là thấy đẹp không? Mã 12. Nhìn là thấy xinh nè. Vai là vai phồng nhá, tay là tay phồng. 12. Cái cột nơ phía bên sau. 54 cái cam 6 rồi về ok. Hồng em sale 89K chốt 13. Hồng sale 89K cầm em mã 13 giùm em. 13 giùm em. 12 13. 12 1 13 1 cái nha. 13 1 nè. Cô đó đem nè, cái cục này nè, cục này để mẫu nè. Cái đây. Ủa cái nói chưa? Mã 12 của thương mình. 12 còn hết. Hết còn 13. 13 có 1. 13 vùng trong. Ui, cái này là cái gì vậy? Không không khác. Ê, cái đó ngoài kia là cái gì kìa? Xanh xanh. Xanh xanh hồng hồng kìa. Ở dưới xét xịt á. Để được cái đầm hoa sọc kia để cho chế luôn. Vinh Nam hôm nay không có like nha chị Thu Hương. Vinh Nam mấy bữa sau đấy mấy chị. Này, này xem có 89K 55kg độ về ok. Chất và form siêu đẹp. Chớ chị em mã số là 20. Khoảng mấy chị 20-89K à, hàng này là hàng tay phòng 2 lớp. Rồi comment giùm em mã 20. Rồi comment giùm em mã 20-89K. Bộ mặt hết rồi chị Thanh Nha Lê. 54-55kg cam 6 độ về ok. Thấy chị cô đây nè. Đừng hỏi bộ mặt mấy chị ơi. Mấy cái này đẹp lắm nè. Có hỏi bộ mặt nữa. Mã 20. Em đã giấu một cái rồi nè. Rồi mã 20 cho em 89 nha. Nè cả nhà ôi xếp này đẹp đó. Tèn tèn 52 cái cam 6 rồi vậy ok. Xin chưa? 20. Thấy một cái áo dây là đã xuyên áo này hết hòn hợp nè. Nhưng mà em có cả set luôn. Em có nguyên một set luôn mà được giá sale nữa mấy ghé. 52 cái cam 6 rồi vậy ok. Nguyên set như vậy nè. 89 nha. Chốt giùm em mã số 22. Ok, áo đang rồi chứ còn 20 và 22. 89 ngàn mã 22 nè. Xin không? Xin chưa? Trước sau vậy em thôi. Rồi mã 22. Còn 20, 22 trời. Bộ đang mặc hết rồi mấy chị. Mã 22 của hàng Phạm. 89 ngàn, 20 không có chốt cho ai hả? 22 của Bạch Liên. Còn 22 của Lũy Lạ. 22 của Tâm Trương. 89 ngàn mã 22. Gì vậy sơ? Đồ lễ mẫu chăm sóc hết luôn. Anh quan tâm là nhiều lắm. Anh quan tâm là ngày mai lai hàng lẻ. Mã 22 của anh Nguyễn 052. 22 của anh Nguyễn. 22 của Nguyễn Thị Hằng. Còn 1. 22 của Bảo Ngọc. Biết anh từ giờ tao lên cục nào bằng hàng cục không đúng không? Chăm sóc mà có hàng lẻ mẫu nhiêu đâu anh. Mày có mày lấy đi. Rồi xe nè, 99k. Xe 99k, xe này xe 100 mấy không á. 99 ngàn. 54-55 với cam phải 6 rồi về ok, chốt 25. 99 ngàn, cầm bên mã 25. Lý lại cách mới được 5 món vào đọc chứ mình tin nhắn 25 với chị. 25 đường mấy? 25 đường mấy xe đó. Ê, có cục đầm bông mà cho em mang vô các bạn. Này mà 25 cái gì nhỏ này? Nó đó. Đây, phải đó không? Nó đó. Phải đó không? 25 nè, 25. Phải đó không nha. Và xe 99 nha. Lấy dây mở hồng nãy còn không. Mấy chế giờ mấy chế đừng hỏi gì nãy giờ không còn cái nào hết trơn. Rồi 99 nha nè. Quần và áo đẹp đều. Nghĩ sao 99 ngàn cả chưa được 50 ngàn đó mấy chị. Một cả chưa được 50 ngàn đó mọi người ơi. Mọi người ơi khóc lẹ cái hàng này. Khóc lẹ cái lô này. Mã 25. 25 được 3 cái nè. Mã 25 mấy chế gì nó nhấn nhá nè. Cái tay nè. Cái tay nè. Từ cái áo tới cái quần đẹp đều, hàng này toàn bộ hàng thiết kế 100 mấy hết đó mấy chị. Mình ra ngoài đấu sạc mẫu trước có bé cái cục nào lẻ mẫu mang vô đây không? Yeah. Rồi mã 25 cho em. Xuất sắc chưa? 25. Nè, phía này là cái đầm hoa này, xếp ly nè. Đấy, chạy xếp ly như thế, 54-55 chứ độ về ok. Rồi mã 25. Có xin thử. Rồi này em xe 89 nè. Có 22. Chốt giùm em mã số 26 được 1. 26-89 ngàn, chốt 26. 89 ngàn comment 26. 54 cái cam 26 rồi về ok. 89 ngàn luôn, thương cái nè. Chốt giùm em mã 30. Mã 30 comment mã 30. 30-26-30 thương cái. Rồi 30 giùm em. Xe 89 ngàn luôn, chốt mã 30. Mã 30. Còn bao nhiêu? Ủa sao thấy comment đứng rồi ta? Cả nhà ơi chấm bài tương tác lên giùm em với. 25-26 và 30. Chú con ơi vào Messenger đọc giúp mình nha. Mấy chế khách mới nè. Vào tin nhắn
đọc tin nhắn cho kỹ rồi cho em cái địa chỉ trong tin nhắn rồi mình ra like mình chốt đơn cho em nha. Nãy này là theo hoa của nó là theo toàn bộ nè, hoa của nó là theo toàn bộ như thế ha. 25, 26, 30 mít với cuồng, mít với cuồng như thế. 26 Thanh Thảo, hết 25 và 30 đấy, mít với cuồng như thế này rồi 89k 53, 54 cái độ vẹo ok. Chốt cho em mã 31 rồi 31 cho cái set theo này 89 nha. Mã 31 được mấy set? Comment mã 31. Sao vậy? Lôi cái cục đó ra đi để lần sau khỏi đi ra đi vô khóc ha. Lôi cái cục này ra nè. Cục mà trong kẹt á. 89k mã 31. Mã 25 30 31. Mã 31 với hình thun. 31 còn. 31 Nhung Mai. 31 Hà Võ. 31 Nguyễn Lộc. Hết 31. Đầm dập ly toàn bộ nè. Đầm hoa đi biển dập ly có dây tăng đơ, bầu bỉ bon chen. Này là phối khoác phối đồ ok hết. Mình dập ly hai lớp toàn bộ ha, có dây tăng đơ. Và xe 89k chốt 35. 35 được 1. 55 57 cái độ về ok mã 35. Comment giùm em mã 35. Rồi chốt 35 giùm em. Tương tác bài viết thả like thả tiên cho em luôn đi mấy chị ơi. Mã 25 Ngọc Hằng. 25 còn mã 35. 35 nè. 35 cho em. Lên đầm cho nó chế đi biển. 35 Quỳnh Vân. Hàng quả H2 treo. Hàng quả H2 á, tại nhà ơi. Cái nhìn thấy này nó niêm không, cái bọc nó không cho mở lắm. Cái này là cục nơi qua, cục nơi bao đẹp. Đây, hàng quả H2 treo tại nhà. Hàng quả H2 treo tại nhà yêu. Người ta bán là mấy trăm ngàn, không việc cục nơi phía sau lưng cho em. Đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc chưa? Nó mang cái đầm này bao dễ thương. Cục nơ phía sau lưng nhé, thì luôn sao xót em đường trái là cái gì không được, chứ mà được cái cục nơ xấu. Được cái cục nơ xấu dữ lắm. Được nhiêu đó. 55 cái độ vẻ ok. Còn nếu anh 54 còn 1. Và xe 99k 54 nào 1. Có cái 25 đó, nhớ 25. Là nhớ 25 vô cái nào rồi. Ủa sao 31 là xếp theo còn 1 hả anh? Ủa nó kêu hết thì hết. Ai biết. Anh chốt mấy cái. Rồi hồng 99k nè. Bao nhiêu còn? Giờ còn này nhắc hết tiêu chưa? Rồi. Còn thì nó còn đến chốt tiếp. Rồi hồng em xe 99k nè. Hồi nãy có mã 25 của chị Hương Hàn Ngọc gì đó. Còn rồi. À. Rồi. Rồi bạch Tâm Trương có một cái mã 31 rồi nha Tâm Trương ơi. Rồi 99k còn đây mã hồng. Còn mã hồng. Ý là 31 là Tâm Trương 2 cái hả? À, 2 cái nhưng mà giờ chỉ còn một cái thôi. Mã hồng. Hồng có Hân Nguyễn. Xe 99k. Mã hồng Nhi Uyên. Còn một. Mã hồng của Bình Minh. Sắc mã hồng. Em có một cây váy hoa mà chẳng có cái nào giống cái nào hết. Giống thế nào, hoa nào cũng thế. Xuất sắc. Xuất sắc quá đi. L72 độ vèo ok. L72 độ vèo ok. Hàng này là hàng nè. Chị chết, hàng Quảng Châu sale. Hàng Quảng Châu sale các bạn nè. Em hết được sale nên là em bán cho mấy chị giá mềm nha. Mở hồng Nguyễn 052. Ủa, ở đâu ra? Hồng 3 cái hết rồi. Đó, biết rồi. Nguyễn hỏi là có chốt được cái hồng không? L72 độ vèo ok. Xem cái hồng này 95k. 95k chốt cho em mã 95. Đường cái nè, phía ngực là phố Dũng nè, cả nhà thấy chưa? Phía ngực là phố Dũng Dũng như thế này ha. Rồi 95k comment mã 95 được một nè. Cảm ơn chị Lily Lê. 95k comment mã 95. Chẳng có cái nào giống cái nào luôn, mỗi hoa mỗi khác đó mấy chị. 95k chốt mã 95. Xuất sắc. Xuất sắc, form hoa rất là đẹp, hàng hoa Quảng Châu sale nè. Form hoa rất là đẹp. Em này cũng mã 95 của Quyên Trần. 72 độ về ok. Rồi 95k chốt mã 96 được một nè. 96 được 1 nè. Còn đây mã 96 đẹp ha. Thương cái nè. Thương cái nè. Đây là đúng ý ổng luôn á. Là cổ Dũng ngay ngực nè. Còn đây mã 96 cho em. 96 form hoa dài. Còn đây mã 96. Mã 96. Lột đi. Thứ có 1 cái nè. Mã 96 cho em. Đấy có thể là giấu dây. Không thích buộc dây thì mình giấu dây vô giống như cái đầm này đều được hết nha cả nhà nha.
phần ngực này nó phối dưỡng phối xếp xếp ha. 95k, cái này comment giùm em mã số 98. Dây buộc 96 và 98. 98 à. 98 95k comment mã 98 phong hoa dài đẹp 98 18. Comment 98 1. Số 98 rồi nè. 96 và 98. Mã 96 của Nguyên Trần. Phong 98. Dày và đẹp. Biết cảnh thuốc lên lời sao luôn đó. Thôi mày từ 40 cho tới 55kg ok hết trang. Từ 40 cho tới 55kg ok hết trang ha. Rồi xe 89k cho cái này cho nó sót nè. To dày đẹp. Chốt cho em mã số là 100. 100. Mã 100 nè. Mã 98 và mã 100. Mã 100. Mã 100 lên xe 89k cho mấy chị. Tương tác là viết như thế thôi. Tối nay toàn đầm đẹp mà giá thì sale. Giá thì sale siêu sốc. Rồi mã 100. Mã 100. Ở biểu bông trang cái form này thì quá dễ mặc. Hàng hai lớp hết nha mấy chị nhìn thấy không. Lót full hai lớp trong ngoài luôn á. Rồi 89k mã 100 từ 40 tới 55kg ok. Mã 100 Út Thùy. Mã 100 còn 100 Anh Ly. 100 còn 2. Mã 100 còn 2. Mã 78 là mã nào nè. Mã 98 quá. Mã 98 nha, Trần Yến ơi, tới mã 100 nha. Chốt mã nào? Sắp mặt hết. Mặt hết. Trời ơi, cái này mã 100 này đẹp lắm chứ. Đẹp lắm, form Barbido đó. Form Barbido này thì bao dễ thương. Rồi comment mã 100 còn. Có 89 ngàn thôi cả nhà. Chịu nổi không? Cái này qua bên hàng mắt luôn rồi đó. Qua bên hàng mắt luôn. Mã 100 của Trần Yến. Mã tới bên hàng mắt, chất lượng Hồng Kông. 100 Hồng Kông á. Họ mã 98. Ok, Trần Yến có đồng sản có 100 rồi. Nè, cái này chất lượng Hồng Kông đó cả nhà ơi. Hàng này hàng 145k này đúng không em? Và sách trắng này xe 101, chất lượng Hồng Kông nha. 54 với 56 rồi vậy ok, chốt sách trắng xe 101. Một set 1 hay. Một set 1 hả? Rồi sách trắng giùm em, 101 nè, comment mã sách trắng. Rồi sách trắng 101 ha. 101 chốt sách trắng. Comment sách trắng giùm em. Chốt sách trắng giùm em nha. Cái trắng chất lụa Hồng Kông chất đẹp rất là đẹp. Ôi trời ơi cái đồng nè. Mã sách trắng. Quá trời quá đất cái đồng hai lớp lót. Sách trắng lớp 2. Em thấy sách trắng này. Hai sách trắng là cho dễ mang. Trong ngủ có đó chị. Ngủ bán đồ. Nhưng mà cởi cái sách trắng cho mượn cái thôi. Nè có quần trong hết cho mấy chị luôn ha. 95k chốt hoa vàng. Em 72 được về ok. Em 72 được 3. Comment hoa vàng được 1 nè. Hoa vàng em thấy sách trắng đưa sách trắng đây nha. Hoa vàng. Em sẽ trắng đây đi. Em yêu. Em sẽ trắng đây. Trời em yêu không quen cái gì á. Em yêu. Cái này thương cả nhà. Hoa vàng. Rồi, thương cả ngoài đây nè. Mã hoa vàng nước Nguyễn. Cái hoa vàng có sẽ trắng. Chị em đi lấy đó. Ai đúng. Hết mã hoa vàng em chị, còn mã sét trắng. Như thế này hết. Chốt giùm em mã 1. Mã 1 được 1 cái. Comment giùm em mã 1. Chốt mã 1. Em đưa cái này cho chị lên đấy hả? Ủa, em xếp ngủ lên nha mấy chị. Ngủ đâu? Em nhìn xem người ta mặc đi chơi này. Đẹp muốn chết. Cũng kêu ngủ chất là chất. Chất lụa Hồng Kông của người ta. Em xếp ngủ. Thấy chị comment hỏi xếp ngủ nè.
tưởng đang vừa thay sách ngủ ai biết có đâu có à chị hỏi chị Liên chị hỏi có đang ngủ không em à. Ủa, sách này đẹp quá nè số 1 của nó là Tê Ngọc Minh hết sách này qua hàng trăm mấy rồi không anh đúng rồi 55 cái độ vẹo ok sách này 140 luôn ha 55 cái chợ vẹo ok chốt chị em mã 3 này qua hàng 145 rồi mã 3 rồi comment mã 3 sách mặt còn không có sách mặt 140 sách trắng đó mọi người tính ra mới đặt mã mà không ai thèm chốt luôn đó mã 3 mã số 3 Nguyễn Loan ừ. Chị thấy cái mặt này chất là chất rồi ôm công nhìn lên form coi lên form đẹp ghê không lên form đẹp ha siêu siêu đẹp và từ 40 tới 54 55 cái độ vẹo ok hai lớp nè form to nè chất đẹp nè 89.000 chốt giùm em mã số 6 rồi mã số 6 nè comment giùm em mã 6 có nam còn đây nè có nam đây coi bộ mặt 52 cái cam mấy 6 52 53 cái ok nè phía sau thì có trung thu 52 53 54 luôn á quần cũng form to có trung thu nè số 6 Hồng Vân Huỳnh 6 còn 89.000 chị nào có lấy xếp mặt thì comment mã xếp trắng giùm em nha 101 6 còn hết em ơi 6 còn á à? Mã 6 thu mai đâu rồi áo nam thôi lột hàng trăm mấy không không em chị nhìn cái áo này nhìn cái áo này cho em xuất sắc chưa toàn bộ hàng trăm 145 không á còn xem 101 nè size này là khoảng size M mang ok trong váy có quần trong trên váy là tóc ta xịt màu xếp trắng mà chưa như phan và xem xếp này 101 luôn có quần trong hết toàn bộ rồi comment giùm em rồi này comment giùm em mã số là 12 101 mã 12 101 sẽ trắng lên mặt còn một mã 12 101 cái đầu bông này cũng 95k đúng không 95k hàng hai lớp có quần trong mã sẽ trắng hàng phạm mã 12 có một có quần trong ha hoa đẹp quá hoa đẹp quá hoa cái bụng nó xấu em 72 độ vẹo ok rồi này comment giùm em mã số là 16 95.000 12 16 16 95k chốt 16 tay phòng 16 có quần trong ha tay phòng 16 nè 95.000 chốt 16 phương hoa nè em 72 được về ok có quần trong hết nha về về bụng nơ giùm em chỗ này chốt 21 cũng được luôn 12 16 21 95k từ từ mới chạy mỗi chị một ý em không biết phải lên theo ai em đang lên hàng thứ một cái nè em mà lên hàng hả thử nhiều cả ông không chữ em nữa chứ thấy em khổ tâm không phải chưa rồi 12 16 21 12 16 21 mã 16 Sơn Mỹ Thuyền hết 21 Nguyễn Quang Sơn hết rồi đầm em xem 89k cho mấy chị này có một chút xíu bụi nha do để dưới kho cả nhà về mấy chị giặt ra giùm em nha nó khoét phía sau lưng 52 cái cam mấy 6 là về ok hàng chỉnh chút gió khoét phía sau lưng chất đẹp chốt mã 22 89 ngàn mã 22 89 ngàn này comment mã 22 giùm em 22 89 ngàn chốt 22 rồi áo nam đi thêm em áo nam à thêm thôi hết cục áo nam ra rồi comment giùm em mã là này nơ phía sau lưng nha cả nhà ơi phía sau lưng này. phía trước đây xuất sắc chưa nó dạng hơi đi tôm á cái sau lưng nè chất thì quá đẹp ha và xem 99k cho cái đầm này luôn 99k 54 cái cam mấy 6 rồi về ok chốt cho em mã 23 221 rồi 23 nè rồi comment giùm em mã 23 nè 22 và 23 23 99k mã 22 của Trần Trần còn 22 rồi em 72 được về ok chất này thì quá đẹp để mà nói về một cái đầm thiết kế ha xem 99k luôn 99k chốt giùm em mã 26 mã 23 Thu Hiền 22 còn và mã 23 còn ở đây chị xuống mang mấy cái đầm vải này lên đây bé sẽ trắng mặt hết mấy chị này mã nhiêu đây 26 99k luôn mã 26 comment 26 giùm em comment giùm em 26 giùm em 99k đầm thiết kế em không sai áo nam lên cho mấy chị yêu nhé cả nhà nghe kỹ số áo nghiêm á thì nó xem thường thường nó xem có một mẫu một đó cả nhà chứ mấy chị kiếm mẫu khác không có đâu em lên ba size ba áo cho mấy chị coi nhé còn hai mấy 26
Ủa hay sớm hả? Hóa mặt lên là mấy trái chốt không kịp luôn đó. Đây mấy trái coi em cầm cái size M nè. Con cầm cái size M nha, từ 58 tới 64 kg mình sẽ mang size M, ok. 58 tới 64 kg mình mang size M. Từ 64 tới 68 kg mình mang size L, từ 68 tới 72 kg mình mang size 1X giùm em nhé. Hàng này là hàng xịn sale ra nên chỉ có một mẫu một thôi. Và chất là xịn như nhau. Chất em bao, về ai nhận về mà chê chất xấu em trao trả luôn. Nu kèm size 89K ML 1X. Nu ML 1X giùm em. Mã nu kèm size. Đúng không? Chắc đó. Nu kèm size giùm em. ML 1X. Rồi nu kèm size đi giùm em 89K nha. Lên xếp đầm hồi trước không yên. Có thì đăng lên từ từ nè mấy chị. Còn chỉ nào lấy nu trước, nu kèm size. Đầm xếp đi nhiều lắm. Đầm xếp đi nhiều lắm, đang lột ra từ từ đây. Hàng thứ 1 cái, thứ 1 cái được, hàng cục cũng có đó. Nu ML 1X. Mã nu L của Đức Nguyễn. Nu L của Mỹ Linh. ML 189K. Nu 1 với Thu Luyện Nguyễn. Nu 1 với Thu Xuân Huệ. Kiệt Quang ơi. Nu L Nguyễn Khang Đăng. Nu 1 với Thu Nguyễn Thúy Vân. Nu L Bình Bình. Nu 1 với Thu Kim Khoa Trương. ML 1X 58-64. 58-64 kiếm mình mặc nu M. 64-68 kiếm mình mặc size L. 68-72 kiếm mình mặc size L. Quan đúng quan này trực tiếp nha. Ok. Mã nu 1 với chú Nguyễn Lộc. Nu còn ML 1X. Nu 1 với chú Phạm Chu Beo. Nu 1 với chú Ruby Nguyễn. Để chú một cái chú size gì là cô Loan? À, 1X. 1X hả? Nu 1 với chú cô Loan Tạ. Nu 1 với chú Tuyết Liên. Còn mực 1X thôi, cho mực 1X đây. Nu sai mời Bạch Liên. Nu còn ML. Được cái mực 1X đây. Từ từ em ơi. Nu lại Phương Minh. L hả? Mực 1X mà đúng không phải gì. Mực 1X. 1X thấy đâu rồi. Mã nu sai L và mời cho Kiều My. ML Kiều My. Rồi nu còn ML. Nu mã còn nu mờ của Tuyền Kim. Từ 58 tới 64 kiếm mình mặc sai M. Từ 64 tới 65 kiếm mình mặc sai L. Hết L. Nu còn mờ thôi. Mã nu mờ của chị Lê Thị Thu Hương. Nu còn mờ. Lu là phải mờ. Đúng không? Lu là phải mờ. Mã nu mờ của Ngọc Hoài. Còn nu mờ. Nu, nu còn mờ hết lờ. Nu còn size mờ. 64 tới. Á từ 58 tới 64 kỷ mình mặc size mờ cho em. Nu còn mờ. Nu còn mờ. Hết lờ rồi Lê Thảo. Nu còn mờ. Chú nhìn chóc cả nhà. Nu bây giờ chỉ còn size M, nu M của Hương Thơm. Đây còn được một set. Nu còn M. Rồi 5253 cái cam 6 rồi về ok. 5253 cái cam 6 rồi về ok. Sale 95k chốt caro vàng. Caro vàng được 1. Caro vàng được 1. Comment mở caro vàng. Nu còn M. Caro vàng 95k một set. Caro vàng một set một. Hương Thơm có M rồi. Chốt caro vàng. Xe này quá xịn. Size S. Tay phòng. Mã caro. Mai Thư có nu M rồi. Không nghe tiếng Nguyên ơi. Ủa chắc tôi chịu tắt loa không? Coi xíu mấy cô bỏ. Nu M của Kiều Thị Minh Kiều. Coi xíu mấy cô bỏ. Mã caro vàng. Cái này thì cắt Huy. Nu M còn hết. Nu M còn. Nu M chú Nguyễn. Nu M còn 2. Cắt Huy được gài nút cho em nha, cái này em không gài nổi luôn. Cắt Huy có chút ép chút vẹt à. Nu còn mờ và caro vàng. Caro vàng Thanh Thảo. Có set này xem 95k luôn. Nu M 95k luôn, chốt set đen. E70 được về ok, set đen. Tay phòng. Set đen chất siêu đẹp. Comment set đen cho em. Nu còn mờ. Set đen. Nu còn hai cái mờ, set đen 95k. Caro vàng, đi caro vàng, nó còn cái đơn nhất. Set đen 95k. Chị Lê Thị Thu Hương có cái nu M rồi đấy chị. Set đen 95k. E70 được vậy ok. Cái này có hai màu, nu và màu nâu. Nhớ nha cả nhà ơi, cái nu là màu nó sẽ nhạt hơn cái màu nâu nè. Nu là màu nó nhạt hơn cái màu nâu ha. Từ 40 tới 55 kg. Mã set đen của Thảo Phạm. Từ 40 tới 55 kg ok. 89k.
89k, comment dùm em mã 89 nâu hoặc 89 nu. 89 kèm màu nâu nu à. 89k từ 40 tới 55 chứ được rồi, ok. 89 nha, 89 nu và 89 nâu. 89 nu và nâu. 89 hai màu. Rồi sẽ đem đi qua anh nhé cho. 89 nu và nâu. Hai cái. Được đúng hai cái hai màu. 89 nu và nâu. Hai màu này xem quá trời nhiều giá. 89 nu và nâu. 89 nu và nâu. Rồi em là khoảng 72. Còn em. Còn em. Bán luôn mời cho Nguyễn Nguyễn. Nu mờ còn một cái. Hai cái. 89 nâu của Lê Ngọc Phương Trinh. Ừ, còn nu. Em chỉ còn nu. Bé còn biêu gì á? Còn biêu gì nữa? Mã 89. 89 còn gì? 89 còn nu đúng không? 89 nu của Quỳnh Thanh. Rồi em 72 được về, ok, 95k nè. Rồi 95k. Chốt ngực này là phổ xếp ly, xếp ly hết. Quỳnh Thanh chắc mới được 5 món vào đầu tin nhắn với mình. Đây phần ngực phổ xếp ly hết cho mình ha. Rồi comment dùm em mã số là 1 195k mã 1 nè. Mã 1 giùm em. Còn đây mã 1. Thấy chứ mấy cái đầm này đẹp lắm. Mấy đầm này còn hàng trăm mấy của em không? Mã 1, mã 1. Nó có nè, xanh ngọc, trắng, hồng. Xanh ngọc, trắng, hồng, xanh lá và vàng hay gì vậy? Thề luôn là cái đầm này mà siêu đẹp. Theo nhá. 1. 52 cái cam mấy 6 rồi về, ok, cái đầm này em có lấy mấy cái luôn. Lấy mấy không cái. Không có sỉ nha Tài, an tâm ơi. Ô cái hàng này em nói, em đang sale lẻ mẫu của mấy chế ơi, sale cho mấy chế mai, mấy chế đi đơn đó. Chứ còn mà lấy sỉ mấy chế còn mắc không cái giá đó, em đang bán lẻ ra nó. Đang lâu lâu chi ơn khách lẻ một ngày á. Chết nè. Rồi 99k có xanh ngọc, vàng, hồng, trắng và xanh dây chai. Rồi thấy quốc bảo. Rồi sale 99k cho cái mã đầm này ha. Toàn là đầm 100 mấy không á. Chốt mã 3 kèm màu. 3 vàng, xanh ngọc. Ba vàng, xanh ngọc, hồng, trắng và xanh dây chai. Ba kèm màu, 99 nha. Ba kèm màu giùm em. Vàng nè. Mã số 1 và mã 3. Xanh ngọc nè. Hồng nè, trắng và xanh dây chai, mã số 3. Ba kèm màu. Áo nam không còn mẫu khác đâu. Áo nam nghiêm xe chỉ có đúng một mẫu thôi. Có màu khác thì có, chứ còn mẫu khác thì không có. Rồi comment mã 3 kèm màu. Hồng, vàng, ngọc, trắng và xanh dây chai. 99 gì thì có mặt mấy cái đầm ba đen. Vàng như phan ba hết vàng sót lại cục ba xanh ngọc của Nguyễn Thị Hằng ba còn xanh ngọc trắng hồng và xanh dây chai hết vàng rồi vàng bạc Việt Trung ơi bé ơi sao cái mẫu đó là cái gì vậy con lại đi coi đọc giá là cho mấy chị mới vô 99.000 đó mấy chị cái này lên form đẹp cực kỳ cục cái này lên form đẹp lắm tại vì form nó căng phòng đó cả nhà form của nó rất là căng rất là phồng lên form đẹp cực kỳ luôn đó. Đây cái này là xanh lá nè, xanh lá trắng hồng và xanh ngọc, xanh lá hoặc xanh dây chai đều được hết á. Mấy chị chốt xanh dây chai chốt lên cho mấy ba xanh cho vàng bạc Việt Trung. Xanh gì? Ủa ngọc, xanh gì? Ngọc hoặc ve chai. Ngọc hoặc ve chai như vàng bạc Việt Trung ơi. Rồi xanh ngọc xanh ve chai hồng và trắng mã ba. Ba hồng cho anh Nguyễn. Thấy hồng. Xanh ngọc hoặc ve chai. Mà mút lấy cái màu khác đi xanh xanh ngọc thì trồng lên màu chút màu bơ đi. Anh nghĩ sao vậy anh? Ngọc một chút màu bơ. Hoặc là màu gì đó. Không có màu gì hết á. Giờ xanh ngọc, xanh da chai, trắng nè. Màu nào ra màu đó chứ sao? Ba vậy? Trắng cho Hùng Cộng Sản. Rồi còn xanh ngọc và xanh da chai. Còn xanh ngọc và xanh da chai nè. Chú Siêu Hình có ba trắng rồi nha. Nè còn hai màu đó, ngọc với da chai. Vàng bạc Việt Trung ơi lấy ba xanh màu vừa màu xanh gì nè xanh ngọc xanh ngọc rồi còn ok ba xanh ngọc hoặc trắng nha em rồi còn xanh ngọc thôi ok chị xanh ngọc có nha rồi còn một cái dây chai này không chị đây. Khách mới được 5 món vào đọc tin nhắn với em luôn chị vàng bạc Việt Trung còn dây chai nè cái này hình như cái mẫu lẻ nè đúng luôn nè quốc nè em ơi cái mẫu lẻ đưa đây nè quốc mẫu lẻ nè còn ba xanh dây chai ba còn xanh dây chai thôi đây mẫu lẻ toàn hàng mắc không mấy mấy chị còn hàng cao tiền hàng lý vô trăm mấy thôi trăm mấy trăm hai mấy trăm ba mấy không á đây xe xếp này 99k 5253 cái độ vèo ok chốt dùm em mã số là 6 được một xét à mã 6 mã số 6 6 nè ba còn xanh dây chai thôi quốc bảo
bảo nãy không có cái nu nha. Mã 6 thì sale 99k cho mấy chị. Rồi cao đâu xanh nè. Cái này thì như tướng xã hay gì chứ đâu còn hàng này nó đâu mà bán. 52, 53 cái cao mấy 6 được về ok sale 99k. Mình làm men cao đâu xanh này như tướng xã hay gì nè mấy chị. Cao đâu xanh sale 99k luôn. Cao đâu xanh 6 và cao đâu xanh. Cao đâu xanh được 1. Chốt cao đâu xanh. Mã 6 Phương Dung. Còn cao đâu xanh. Đầm tiếp mua. Đầm tiếp mua đây. Eo khoảng 70 được về ok. Eo khoảng 70 được về ok. Cái đầm này thì phong bao đỉnh luôn á. Và xe 99k cho các em đầm tiếng mua này luôn ha. Caro xanh của chốt, Mai Lan Nguyễn. Chốt mã 10. Mã 10 đầm tiếng mua siêu đẹp. Mã 10. Mã 10. Trong trần được 4 món. Chốt mã 10 hay gì đây. Mã 10. Comment mã 10 cho em. À cái đầm này đầm đen cục nơ cho em. Số 10 Nguyễn Quang Sơn. Và xe có 79k đúng không. Nè cục nơ nha cả nhà ơi. Mấy chế thích cục nơ. Còn không thì để về luôn nè. Để về cũng được nè ha. Em 70 được về ok sale. Hồi nãy sale có 79 ngàn cái đầm này đúng không? Ừ. Ờ, sale có 79k cái đầm này nè. Cái gì? Đừng bán nó để em đi. Rồi chốt 12 vừa phải thôi. Mày hết tiền rồi đó bác. 12 được 2 sale 79 ngàn nè. 12. Có hàng mà nó ghiền. Nè lột thằng cá nè. Đây. Quần nam hôm nay không có đó chị Lê Thị Thu Hương. Mã 12. 12 tới quần ô mi. Mã 12. 12 tiêu bùi. 79 ngàn. Đẹp quá nè. Còn nó kêu rảnh trường lấy nè. Ôi vô vô. Vô mảnh trường. Ngồi đang liệt nè. Xinh chưa. Xinh chưa mấy chị gái ơi. Xinh chưa mấy chị gái ơi. Nè cưng ha. Khi sau có trung thu luôn á. 52 cái cam 6 là về ok. Mã 12 hoa đen 79 ngàn. Comment hoa đen cho em. Hoa đen. Ủa cái sếp này sao xinh ghê vậy trời. 79 ngàn chốt hoa đen. Khi sao Dũng Trung Thu. Khi sao Dũng nè. Hoa đen 79 ngàn. Hoa đen được mấy vậy. 4 sếp cưng quá. Cưng quá không nhận. Hoa đen dùm em. Hoa đen 5 sếp. Mã hoa đen Bạch Liên. Hoa đen Dung Nguyễn. Hoa đen Hoàng Lài. Hoa đen của Trang Huỳnh. Hoa đen Thu Vũ. Thảo Phạm có 12. Trời ơi cái set đẹp đây. Có độ vai luôn. Set này có độ vai cho chị em nhà mình luôn. Sao tôi không thấy set này để tôi lấy cái này. Nè, có độ vai cho chị em nhà mình luôn ha. 54, 55, cái cam 6 rồi bạn ok. Cái này độ vai nhá. Độ vai như thế này. Minh Nhi không có 12. 89 ngàn. 89 ngàn, đẹp hơn xếp mặt đầu lai luôn đó mấy chị. 89 ngàn, chốt 16 xanh. 16 xanh 89 ngàn, có độ vai ha. Có túi 16 xanh thôi. 16 xanh 16 xanh thôi. Còn 16 cam hả. 16 xanh, không biết phải không nha. Ok cam nè. 16 xanh cam. 89 là đẹp quá, đẹp hơn cái mặt đầu lai lúc mấy lần nữa. 16 xanh cam. Hai màu. 16 xanh cam 89 nha. 54 năm. 16 xanh Vân Nguyễn. Còn 16 xanh cam. Nguyễn Thanh không có 16 ở Nguyễn Thanh không có 12. Còn 16 xanh cam. Hết mã hoa đen. 16 còn xanh cam 89 nha. Mười sáu cam của Ngọc Hằng. Mười sáu xanh Trúc Quỳnh. Cái đầm trăm mấy thôi. Cái đầm trăm mấy. Đẹp chưa. Bây giờ xem như cho nó hợp lòng người. Xem như cho nó được lòng người đây. Trời ơi đẹp quá. Cả nhà ơi chất gì mà đẹp quá đẹp. 99k 5556 cái độ vẹo ok. Đẹp hơn cái đầm hôm qua mặt lai nó. Có xanh vàng, chất lai nền. Chốt chị em mã 21 xanh vàng trắng luôn. 21 99k xanh vàng trắng. 21 xanh vàng trắng. Lô hôm nay siêu siêu đẹp. 21 xanh vàng và trắng. Mấy cái đầm em không hiểu sao mấy cái đầm một cục dây nơ mấy con dài dài để em mặc hợp dây lớn luôn á. Xanh vàng trắng toàn bộ tầm. Tầm dây thì tầm ngược dây hết á. 21 xanh vàng trắng. Đeo đầu 21 có 3 màu xanh vàng trắng. Xanh vàng trắng mã 21 99 ngàn.
xanh vàng trắng. Hết mã 16. Xanh vàng trắng. Đẹp. Chị Vân Nguyễn có 16 rồi. Xin chỉnh cam. Xanh vàng trắng cho em. 21 xanh và trắng Thúy Nguyễn. 21 xanh Ngọc Mai. Chấp nè, rồi vô chấp cái đi. Chấp đúng chánh lai nền luôn. Mặt mắt lạnh. 21 còn vàng. 21 còn vàng, cầm dây thì cầm lượng được lỗ xuôi. 21 còn vàng. Chốt 21 vàng vậy nè. Chính chính ra 21 còn vàng thôi. Mấy chế ơi, mấy chế comment theo. Chốt theo mấy chủ giùm em nhé. 21 còn vàng. Xuất sắc chưa? Khi nè, trùng thùng dưỡng khác. Chính chính ra 21 còn vàng. 21 vàng nguyên trần. Còn một cái vàng. Chắc lai nành hết rồi đúng không? Em có còn một cái vàng. Bạch Liên ơi xong nè. 21 hết. Còn một cái vàng hết. Hết xanh còn vàng. 52, 53, cái cam đá 6. Mấy chế nhìn thấy không? Cái phần bèo của nó nè. Nguyên trần có 21 vàng rồi. Cái phần bèo của nó là siêu siêu dễ thương. Siêu dễ thương luôn á. Chất đẹp. 52, 53, cái cam đá 6. Cái bèo ok 85k. Chốt chị men mã số là 22 nâu. 22 nâu chắc là chất đuổi lên nền đó. 22 nâu nè. Kèm. 22 nâu 85k. 22 kem. 22 có 2 màu nâu kem. 22 có 2 màu nâu kem. Đôi mang của còn size 36 em. Thế rồi đó. 22 có nâu có kem. 22 màu nâu của Bạch Liên 85k. 22 màu còn kem. Kem nâu. Ủa 21 còn vàng hả? Dạ. Còn cái vàng. Cục 22 còn cái đàn xỉu sắp ơi. Cảm ơn Trang Nguyễn. Cảm ơn mấy chị còn xỉu dài dài. Trắng không hả? Phải không? Không, cái này hai lớp. Cái này hai lớp khác. 21 còn nâu kem. Cái đó dùng 21 nâu kem vàng. Cái đó dùng cái gì? 21 nâu Nguyễn Thị Hằng. Còn nâu kem. Đúng không? Còn một cái nâu hả? Mấy cái kem. Mày quan tâm cái chỗ nào không? Chốt rồi, chỗ nào chưa chốt không biết. 21 đâu Tuyết Bông. Hết đâu. Hết đâu, 21 còn kem. Tuyết Bông lấy thêm 21 kem. Ủa cái đó mã 22 mà. 22 đúng rồi. Ủa 22. Ủa bởi vậy ngoan này thiệt á. Ta đang liễu rồi mà. Cái nhỏ này 22. Liễu là 22. Ờ liễu rồi mà. Gặp anh sửa lại 22 đi. Bạch Liên nha. Ok. Còn nguyên trần là cái 21 vàng đúng rồi. Qua ok ok. Cái này 22. Trời ơi bởi vậy ngoan này ta liễu rồi mà. Mình gặp mày nữa. 22 còn kem. Hết đâu rồi. 22 hết đâu đúng không? 22 còn kem thôi. 22 còn kem đó nè. Tuyết Bông có cái nào cái kem rồi nha Tuyết Bông. 22 còn kem. Theo nói thì chết rồi. 22 còn kem. Đẹp vậy mà, chạy nhanh. 85 cá. 22 còn kem thôi nhé. Còn được 2 cái kem. Cái kia là cái gì? Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Đây đây. Ủa, còn cái hả? 22 còn kem. Này 89k này đúng. 89k 2 set hồng và cam. Hai set này có hồng có cam. Chất này là chất lai nằm. 89 ngàn về tự gà nút giùm em nhé. Hồi chưa nhưng có một set bán. Mã 22 còn kem. 53, 54 cái độ này ok. Phong quần to. Phong quần to lắm. 53, 54 cái cam mấy xấu về ok. 89k chốt giùm em mã số là 26 hồng và cam. 26 hồng cam về tự gà nút giùm em nhé. 26 hồng nè. Rồi bỏ cái 22 kem của Tuyết Bông ra. 26 hồng nè. Giúp mang hết. 26 cam. Đưa cái đôi sục kia đây. Đưa cái đôi sục kia đây. Đưa đôi sục xe 38. 26 có hồng và cam. Mã 26 hồng của Ngô Hoàng Thiên Lâm. 26 còn cái hồng cái cam. Phong cùng to. 26 hồng của Vân Nguyễn 474. Hồng cái cam. Đây sục 95k còn size 38. Cái này size 37 bon chen ha. Mã 26 hả? Còn cam 89, 26 cam của Bạch Mai. Đây cả nhà ơi. Sục nè. Chỉ còn size 38. Còn size 38. Chân 37 mang ok. Ok chị Mai Lan Nguyễn. Chân 37 bon chen ok. Sục trắng 38 cho em 95 ngàn. Sục trắng 38 95k. Chân 37 bon chen ok hết nha. Sục trắng. Comment sục trắng 38 giùm em. 26 hết đúng không? Sục trắng size 38. Nghĩ là mở gì đây. Sục trắng 38 giùm em. Sục trắng 38 là giá 95.000. 95.000 chốt sục trắng 38. Cao khoảng 2,5 phân. 2,5 phân cả nhà. Sục trắng 38 giùm em. Trang 37 ok. Sục 38 nè. Được mấy đôi.
Sụt trắng 38 có thu vũ. Sụt trắng còn 38 tay bo. Rồi phong này 52. Sụt trắng 38 Thanh Tuyền. Giá cũ đúng rồi. Đúng rồi, 95k. 52 cái cam S6 của bạn ok. Xét hồng. Xét hồng 85k. Chốt cho em mã xét hồng được một xét một. Một xét một. Cả nhà nhìn thấy phía dưới này. Nó dập nè. Nó dập nè. Quần cũng dập nè. Xét hồng giùm em. Xét hồng 85k được một xét. Anh em đổi đi từ 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 nhé chị. Xét hồng. Chọn bộ hơn cho em. Xét hồng cho em. Nè rút cái này lại cho chị luôn. Rút cái này lại cho chị luôn anh. Xét hồng. Trời ơi nó lại lấy mà nó sẽ đâu lấy được nó hay gì nè. Xét hồng một cái. Mã xét hồng như gì? Xét hồng cũng may chương. Khoét eo, khoét eo phần ngực trên này ha. Rồi em xem cho mấy chị 79k cái đầm này, tao mua mấy trăm ngàn này xem 79 nha. Em quần nam chút xíu có một số quần mi sọt nam nha. Chị em khoảng chừng 70 độ vậy ok. Xem 79k cho mấy chị cái đầm đen này đây. Chốt dùm em một từ đen. 79k một từ đen. Em 70 độ vậy ok, một từ đen nhá. Comment dùm em một từ là đen. Tay sang bên cục nơ đây. À không phải. Ở cục nơ trước ngực mà sao mà tôi nhìn ra một tay bên cục nơ vậy trời. Mã đen. Mấy chị nhớ cái mã này không? Cái mã này là cái mã may đầm nhà gì ta? Nhà gì ta? Nhà gì? Mã đen của Phan Hảo Trần. Mới bán cái ruột nè, mới bán cái ruột cái mã này nè. Không. Thật là cũ. Mã này 52 53 cái chợ về mang ok nè. 85k. 85k. Chốt giùm em mã số là 50. 50 được một set. Comment mã 50. 50 sẵn sai áo nó nữa đi. Rồi 50 được 1. Comment mã 50 giùm em. 50 mã 50. Quần của mi còn em ơi. Còn nữa. Set này là chất lay nằm. Set này hot hòn hòn. Hot hòn hòn. 54 cái cam S6 nó về ok. Set này đẹp lắm. Set này chất lay nằm. Mã 50 của Mỹ Nguyễn. Chất lay nằm nó mới rủ nó mới đẹp được vậy nè. Chất lay nằm nó mới rủ mới đẹp được vậy nè. Cả nhà ơi set tím 89 nha. Comment set tím. Comment set tím giùm em. Quần có túi chất lay nằm đó. Rồi set tím nha. 54 cái cam S6 là vậy. Ok set tím được 2 set. Rút cho đẹp nè. Set tím nè. 89k được 2 set tím nè. Rồi set tím được 2. Comment set tím giùm em. Khó hợp hợp cái mã set tím. Chất lay nằm. Mã set tím Kim Thoa Nguyễn. Set tím còn 1. Mã xếp tiếng của Bạch Liên. 89 nha nè. Rất đẹp chưa? Cái mã này cái mã đẹp. Cục đơ phía sau. Không biết là rút đẹp hay chưa nữa. Nhưng mà coi tạm đi nha mấy chị ơi. Chỉ là có hoa tay về rút lại. Thế là có hoa tay về rút lại. 54 cái cam S6 về ok. Vải đẹp 89 nha. Vải nè 89k. Rồi chốt giùm em mã số là 75. 75 được 1. 75 được 1 nè. Thiên Nguyễn ơi, Thiên Nguyễn số điện thoại 517 có mấy xin gom à. Rồi tôi nhắn đọc chúng mình nha. Ê sao tôi thấy cái này quen quen đó bà ạ. Bạn cái chẳng này có sai gì đây. Thanh Tuyền nãy không có 26k, chị cũng mới có cái đôi sụt trắng 38 cho chị. Hết xếp tím. Và mã gì đây? Trắng 75. Này chỉ có 2 size L và 1X. Trắng này chỉ có 2 size L và size 1X nè. Từ 63, 64 tới 68 ký mình mặc size L. Từ 68 tới 72, 73 ký mình mặc size 1X nha. Trắng này chỉ 2 size L và 1X. Trắng kèm size 89 ngàn cho áo nam. Trắng L và trắng 1X cho em. Mở 75 Mỹ Hiệp. Trắng 89k kèm size. Trắng 89k kèm size. Trắng L và trắng 1X. Trắng 1X Tuyết Liên. Hàng này em bao từng cái. Còn trắng còn L và 1X. Trắng 1X Nhung Mai. L 1X.
Ê, cái đen này còn nè, cái đen lúc nãy ai chốt mà. Đúng không? Đen mà sale có 79 cam. À, vỏ không có 26 cam. Quét eo á. Đen này còn 6 lần cái đây nè. Mã trắng lờ Mỹ Linh. Chẳng còn lờ một ít. Chế nào này chốt đen, chốt lại cái đen rồi đen á. Chẳng còn lờ một ít. Chẳng còn lờ còn một ít. Khách mới vào tin nhắn Messenger cho mình xin địa chỉ trước rồi ra live chốt nha mấy chị. Trắng còn size L và một ít. Trắng còn L còn một ít. Rồi mã đen 79 nha, hồi nãy nè, đang khuyết eo á. Chị nào lấy thì chốt lên đen giùm em nha. Eo 70 được rồi, ok. Rồi chị nào lấy đen chốt đen lên lại giùm em. Xem sót một cái ngoài này nè. Rồi chị nào lấy đen chốt đen, khuyết eo. Trắng còn L còn một ít. Đen một cái. Còn đen đen giùm em. Mã trắng một ít chị Hồng Vân. Còn trắng rồi, trắng một ít và mã đen. 52 cái cam mấy 6 rồi vào ok. Mã đen Thu Hiền. 52 cái cam mấy 6 rồi vào ok, 89 cam. Một cái lần cái một cái cho chị Hương Ngọc. Phối cái nơ ngay tay đó cả nhà. Này phối nơ tay nè. 52 cái cam mấy 6 rồi vào ok, 89 ngàn. Đen 79 ngàn. Đấy. 5253 gì mang ok hết nè. 89 ngàn chốt cho em mã số là 60. Rồi 60 phối bèo trên vai nữa ha. 60. 60 được 1. Còn em mã 60. Chốt 60 gì em. Cái vàng hết nè. Này đi biển thì nhất cái nách rồi ha. Mã 60 buộc rồi. Đi biển thì nhất cái nách. Mã 60 táo độc. 5253 cái độ vẹo ok phối nút trên này nè. Vàng 89 ngàn. 5253 cái chợ vẹo ok chốt vàng. Comment vàng của cái túi cói cho tôi cho bạn. Vàng. Cái túi cói này rồi. Các túi cói này được đâu rồi. Vàng, mình xác cái này đi biển ok chưa. Rồi comment giùm em mã vàng. Vàng đen 5253 cái ok vàng 89 nhà được 2 cái. Vàng có 2 thêm đi bác. Comment giùm em mã vàng. Mã vàng tuyết bông. Nhỏ xả mà chưa xả được. Mã vàng chị Mai Trương. Còn thêm 1 cái không? Nhiều cái thôi anh. 1717 cái dùm hồi sáng là cái dùm hồi sáng đó nè, nè nè cái gì đó như vậy. Trắng một ít còn hết em ơi. Trắng còn. Mã trắng một ít cho Thiên Lý Lê. Dùm sáng xe 79 cao nè. Còn đây là trắng. Xịt tóc hết rồi Hôn Nguyễn. Đây, dùm rớt vàng. Ok, Thế Bảo. 52 cái cam 6 là bài ok. Chắc đuổi lai nền đó, cả nhà có phối dây buộc eo. Video trên bàn 95k như ơi. Rồi, dùm này có phối dây tăng đơ nha cả nhà nhé. Dùm này có phối dây tăng đơ cho mấy chị nè. 79 nha. Rồi, dùm này chốt dùm em mã số là 1. Mã 1 phối buộc eo. Tăng đơ. Chất đẹp mã 1. Chất đẹp mà vô lao nhìn cái chất thấy ghê. Nhìn cái chất cho mình nhanh. Thiệt luôn á. Kỳ cái lai này nó chôn đồ. Nguyên xét hả? Rồi 85k. Rồi comment giùm em mã 3. 5253 cái cam 6 rồi về ok. Nó là quần giả váy. Cả nhà chung phải váy thôi nha. Nó là dạng quần giả váy ha. Nó là quần đó nha. Rồi mã 3 nè. 85k mã 3. 1 một cái và 3 một cái. Mã số 1 của Dung Dung. Còn mã 3. Còn mã 3. Còn tiếp thôi. Bộ mặt hết cho mình may. Em quăng cái sọc rồi bán cho mấy chị đi biển cả. Cái sọc xanh á. Cái sọc xanh quăng đây bán cho mấy chị đi chơi đi biển cả. Mã số 3 của Bạch Liên. Lấy quăng. Lấy đây. Rồi đó, mình còn nick nào nữa á em. Bên em bên sói em chỉ like một trang này thôi nha chị. Một Lê trang, Hương. Một trang bay này thôi chứ đẹp quá. Cảm ơn chị Hồng Vân. Like 55 like số rồi. Số 3 còn hết. Tục mang hết rồi Trâm Nguyễn Nguyễn. Có bút lót ngực. Cái đầm này em xuống chi âm cho mấy chị. Để mấy chị đi chơi đi biển rồi gì nè. Có bút lót ngực cho em luôn. Eo khoảng hả 70-71 ha. Hàng hai lớp lót nha cả nhà ơi. Eo khoảng 70-71-72 độ về ok. Có bút lót ngực nè. Đấy, hàng hai lớp lót toàn bộ cả nhà. Mà em chi âm cho mấy chị yêu nha. 89k. Comment giùm em mã sọc xanh. Sọc xanh cho em. Comment giùm em mã sọc xanh. Có bút lót ngực hàng hai lớp lót. Hàng hai lớp lót toàn bộ như thế này cho mấy chị. Sọc xanh cho em.
Sọc xanh 89k, dài qua gối đi biển đi chơi là ok. Sọc xanh giùm em nhé cả nhà nhé. Cổ từ trên xuống dưới này, nút là nút ngọc hết. Hai lớp lót sọc xanh 89 nè. Mã sọc xanh Đỗ Liên. Sọc xanh Minh Nguyễn. Màu siêu đơn 4k khuyên phan. Sọc xanh 89k em còn. Ngày mai bên em chốt đơn đó là quá nhiều rồi, mới chơi cố gắng à. Ngày mai thì bên em mã sọc xanh cho Phương Trần Phương. Mã sọc xanh nhưng mà Phạm Sĩ Tinh. Để tin nhắn, hôm nay bên em chốt đơn có tin nhắn sọc xanh còn. Sọc xanh nhưng cho Ngọc Hoàng. 89 nghìn. Mẫu nào đẹp lấy. Sọc xanh cho Chu Diệp. Mã sọc xanh của Hàm Võ. Sọc xanh như Hồng Vân. Sọc xanh như Dương Kim Yến. Sọc xanh Ái Liên. Xét mặt hết như Huỳnh May. Sọc xanh như Chu Chu. Sọc xanh Ngọc Anh Nguyễn. Sọc xanh Út Hiền. Đúng chưa? 5 cái. Siêu đơn 4k 135k nha Hoa Lê. Sọc xanh còn. Sọc xanh 89k còn. Một cam body chứ mà Phạm Sĩ Tinh. Có muốn lót lọc nè. Một mã sọc xanh cho Nguyễn Thị Kim Tuyết. Có 89k thôi đó mấy chị. Hai lớp lót luôn. Vải đẹp. Vải siêu đẹp. Còn bé sọc xanh dùm em. Dép sụp còn cái mã sụp em mới đưa. Út Hiền có sọc xanh rồi. Rồi sọc xanh còn được mấy cái. Một siêu đơn 4k Nhung Mai. Bên mẫu lẻ hả bé? Sọc xanh còn nha mấy chị. Này có màu gì nè? Một này gọi nó là gì ta? Nâu đi. Nâu. Nâu, kem, tím. Ba màu hả? Đúng rồi. Okay. Nâu, kem, tím. Chất của nó là chất lây nằm. Rồi, ba màu nâu, kem, tím. Trời ơi. Khối bụng nơ nè. Trời ơi, bụng nơ, bụng ơ là gì nó đẹp mấy chứ ơi. 85k. 85k về bụng nơ là dùm em chất lây nằm. Đấy, phong cuồng cũng to như thế này ha. 54-55 với 56 rồi bè ok. 85k, chốt chùm em mã 50 tím nè. 50 tím, 50 nâu và 50 kem. 50 tím nâu kem. 50 tím nâu kem. 50 kèm màu tím nâu và kem. Mã sọc xanh út chuột. 50 tím nâu và kem chùm em nha, 85k. 50 tím nâu và kem. Mã sọc xanh Hà Tâm. 50 tím nâu và kem. 85 ngàn. 85 ngàn, chất này nằm đó. 50 có tím nâu kem. 50 tím của Nguyễn Thúy Vân. 50 còn nâu kem. 50 nâu Lê Ngọc Phương Trinh. Còn cái nâu cái kem. 50 còn cái nâu cái kem. 50 còn một cái nâu một cái kem. 50 cái 50 màu kem chị Huỳnh Loan. Một cái nâu. Hết 50. Còn cái nâu. 50 nâu của Tường Vi. Hết mã 50. Trời ơi, cái này là xe có 79k mấy chị ơi. Trẻ nào mà họ có dáng một xíu mà sexy một xíu là nó đẹp kinh khủng luôn á. Hả? Cái đen. Ủa nó có đen có cam luôn hả? Không, khác trời ơi, mày nghĩ sao mày chỉ tao cái này mà giống cái đó vậy mày. Ủa? Nhỏ này này nó kia rồi hả? Rồi eo 70 độ vào ok. Cam xe 79 nha, khoét eo nha. Cam xe 79 nha, chốt mã cam. Cam chốt cam giùm em. Mày giống nhau đúng không nè? Em có hồng vàng và xanh đúng không? Dạ. Thương xé hả? Đúng rồi. Chất lại nồng. Có dây tăng đơ luôn. Có dây tăng đơ luôn. Xét này dễ thương cho cam. Xét này dễ thương ghê chưa? Nè, có dây tăng đơ hết như thế này cho mình ha. Rồi 85k em này có vàng hồng. Mà cam thanh hậu trần. Thích cam. Em này có vàng hồng xanh nè. Cái banana thẳng nè. Mai đó. Ủa chứ phải mai hả? Ừ. Ủa kìa. 53, 54 cũng anh không á. Có sai được. 53, 54 cái cam phải 6 rồi bè ok nè. Rồi anh em comment giùm em 85k luôn ha. Cảm ơn chị Thị Dương. Comment mã 86 vàng hồng xanh. 86 vàng hồng và xanh. 86 kèm màu. 53, 54, 55 cái cam phải 6 rồi bè ok. 85k cũng chất lây nền không ha.
vàng hồng xanh mã 86 về tự tăng đo theo chiều cao và cân nặng của em mình cho em ha. Vàng hồng và xanh, vàng hồng xanh 3 set 85k, mã 86 kèm màu vàng hồng xanh cho em. Xuất sắc. Bấm hoài cho vàng hồng xanh béo lột mấy cục này nè bé. Vàng hồng xanh mã 86 nè. Tám mươi sáu vàng mà hồng bao nhiêu vi phạm? Hồng xanh. Rồi, eo 70 độ về ok. Eo 70 độ về ok nè. Phải cây này ha. 86 xanh cho Trương Thị Thùy Trinh. Eo 70 81 độ về ok luôn đó cả nhà. Em xe 79k chốt giùm em mã số là 90 được một cái nè. 90 được một. 90 giùm em. Comment mã 90 79 nè. 90 cái này là cục thiết kế ở dưới. Mã 90. Chị Vàng Bạc Việt Trung ơi, vào đọc tin nhắn với em đi rồi chung tiếp nha chị. Em này có nâu, có kem, có vàng. Mã 90 táo đọc. Ừ. Này có nâu, có kem, có vàng, mã này đẹp lắm. Mã này đẹp lắm, mã này là hàng trăm mấy, trăm mấy nha. Em khoảng 70-72 độ vèo ok, em xem 89k cho mấy chị luôn, tay phòng. Hết 86 điểm Vinh ơi. Nè, cái này có nâu, có kem, có vàng, mấy chị nhìn nó bộ muối ở dưới eo đẹp lắm. Bộ muối dưới eo siêu đẹp. Xe 89k có nâu, có kem và vàng. Chị cô không có mã 86. Xe 89.000 chốt dùm em mã số là 2 kèm màu, 2 nâu, 2 kem và 2 vàng. Tay của nó là phồng 2 lớp lót ha. 2 kèm màu này. Kem nâu vàng mã số 2. Kem nâu vàng mã số 2 89k. Có lẽ mẫu 2 kem nâu vàng với cái cục gì cả bé. Bé bé, cái cục này với cái đá. Lại nào nữa. 2 kem, 2 nâu và 2 vàng nữa. Mã hai nâu táo độc. Hai còn kem nâu vàng. Hai nâu sơn Mỹ Thuyền. Kem nâu vàng. Hai kem Nhi Uyên. Hai còn nâu vàng. Hai nâu sơn Mỹ Thuyền có rồi. Hai còn nâu vàng. Hai vàng Nhi Nguyễn. Còn nâu còn vàng. Một bịch bông tẩy trang Nguyễn Ngọc Mai. Còn nâu không em? Còn nâu còn vàng. Hai nâu yêu lầm. Hai còn nâu còn hai cái vàng. Sách trắng mặt hết rồi chị Vàng Bạc Việt Trung. Hai còn hai cái vàng. Chị ơi, chị Vàng Bạc Việt Trung ơi, chị vào đọc tin nhắn giùm em đi rồi chốt tiếp nha chị. Hai còn vàng không em? Còn vàng hai cái quần tây. Mã hai vàng của Du Mi Nguyễn. Màu nâu không đủ màu không? Bé cái quần mà tay mà ổng đứng to có lưng thun màu nâu á. Mã số 2 còn cái vàng. Hai còn cái vàng, em nhớ hình như là còn á. Ui khó. Tao đọc có hai nâu rồi. Thôi em bây giờ. Nâu giờ cuốn nữa cuốn. Nó bạc ngàn, hình như em nhớ là còn á. Nếu bị đọc lấy sai gì comment lên đi, để chỉ cho mấy đứa nó kiếm cho. Trời ơi, cái này đẹp. Cái này đẹp. Hai vàng hoa lê. Này là dạng bầm sơ mi á, vải. Một bịch bông tẩy trang gì Lê Thị Thu Hương. Hai hết chưa? Hết. Đó, số 2. Này cái này có màu kem và màu nâu luôn. Này có kem nâu nè. Chất đẹp mà xe 79.000 cho mấy chị cho nó sắc. Hết số 2 luôn rồi, cuốn em cuốn ơi. Này có mít cái đôi giày nữa, em nói thiệt mang đi tới đâu luôn, hết chất nè. Bạn này. Xe 79.000 nó sắc không? Sắc ha. Giờ khi em nghĩ á. Bên em sao 55 chế độ về ok, có kem mà nâu. 79.000 chốt cho em mã 6, nâu kem. Nâu kem mã 6. Số 6 có hai màu nâu kem. Đã quá đi thôi, quá đúng không? 6 nâu kem. 6 kem cho Hùng Cộng Sản. 6 màu nâu kem. 6 màu nâu kem. Vải đẹp. 55 chế độ về ok, vải nè. Dài đẹp. Sáu còn đâu kem xe 79 nha. Sao em đau lưng quá. Anh đau lưng thì lên mùi. Không. Bỏ đi. Bỏ đi anh. Đau kem. Sáu còn đâu mà kem. Sao con người không chốt hả ta? Rất nhanh nhanh cho em. Các mấy chị cũng chốt. Mã sáu nâu Nguyễn Thị Hồng Vân. Sáu nâu cho Khôi Võ Đặng. Hết nâu. Kem. Mã 6 kem Coco. Còn một cái kem. Mã 6 kem Nguyễn Nhi. Bông tẩy trang Nguyễn Ngọc Mai có rồi. Đâu bé? Mày khối gì mà? Hết mã số 6. Đó đó chị. Ồ thiệt luôn á, tao đã đau lưng rồi mà tụi bay bắt tao cuối không mà tao mệt ghê. Nè nãy xem như nè, 85k thôi đúng không? Có một 85 hay 89, tao mặc mãi đây. Ê 89, 89 cái mã canteen chất lên nành nè.
89k nhưng có xanh và có kem. À có vàng có kem. Cầm này mà cứ xanh được nữa. Có vàng có kem mọi người, 89k khoảng size M mang ok nha. Size M mang ok, quần có túi nè, chắc lên nè. Rồi M vàng và M kem gì nè. M vàng và M kem. Ơ S kem, kem là S nha. Ê vàng này coi coi. Vàng này có M nè. Coi size này sẽ dễ quá. M vàng S kem. M vàng và kem là kem S hả? Đúng rồi. M là M vàng mà S là S kem. M là eo khoảng chừng 72 độ vẹo ok và S eo 70 độ vẹo ok ha. Còn 89k dây kéo phía bên sau lưng á. M vàng nè. M vàng. S là kem. Đó, kem sẽ S nhé cả nhà nhé. S kem. Ngay sai em. M vàng và S kem. M vàng S kem 89 nha. M vàng của Trang Mang ơi, chưa có số điện thoại cho Trang Mang ơi. Mới có địa chỉ thế nào vào nhắn tin cái số điện thoại liền với mình nha. Mình chốt cái M vàng cho Trang Mang nha. 89k. M vàng Trang Mèo. Còn M vàng còn S kem. S kem Trang Huỳnh. Còn M vàng còn S kem. M vàng cho Yêu Lầm. Một M vàng một S kem. Để kêu M vàng cho Hà Võ. Còn cái S kem thôi. Cái bill M vàng của Yêu Lầm của Trang Mèo để riêng nha. Như đấy. Như đấy. Như đấy được rồi thấy không. Như đấy không đâu luôn. Rồi ok. Thấy xuống phải. Cái gì? S kem. Còn S kem. Phục nơi là hả? Phục nơi cái anh đó là. Chỉ còn S kem thôi, hết màu vàng rồi mấy chị. Này em bé khen siêu đẹp. 7 trang 39k một bịch nha chị Hồng Quân. Này hoa nó khen siêu đẹp. Hết vàng rồi chị Việt Trung ơi. Chết em chị ơi cứu. Nè chỗ cái quần nè. Cái quần là phong quần váy á. Ôi đẹp chú. Cái quần nè. Cái quần là phong quần váy đàng hoàng đó nha. Có túi. Vải đẹp. Có túi. Trời ơi áo nè. Chỉ còn mà S kem. Áo nè. Xuất sắc cho cái áo chất này đi. Quá đẹp cho cái set. Quá đẹp cho set nè. 85k. Hoa tím. Hoa tím 55kg độ vẹo ok. Quần là phong quần váy và trầm chỉ khắp luôn nha. Trầm chỉ hết luôn cái quần này. Hoa tím 85k được 2. Hoa tím 85k được 2. 55 cái của 2 đồng 2. Đây hoa tím nè, 85k. Đẹp ghê. 5. Hoa tím được 5. Hoa tím được 5. Bả hoa tím trong chương. Hoa tím rồi. Một bộ tẩy trang nha Hồng Vân. Hoa tím. Hoa tím 85k. Đây là cái hoa tím đại cầm cho mấy chị coi nè. Hoa tím nè. Đẹp từ quần. Bả hoa tím Thúy Võ. Đẹp từ quần tay áo, quần có túi nha mấy chị nha. Hoa tím của Vân Nguyễn 695. Hoa tím còn ha. Mã hoa tím mềm vô cô. Hoa tím với gel tình. Hoa này chốt hoa cam đây mấy chị. Hoa chốt hoa cam. Ủa sao bóc lên cũng cục này bác. Có phải lẻ đâu đúng không? Hoa cam. Hoa này chốt hoa cam. Hoa cam này cũng là phong cùng váy hết. Cái quần này mua vài chục ngàn này nè cả nhà. Hoa cam 85k. Comment hoa cam gì mấy. Hết hoa tím. Còn hoa cam thôi. Chắc nãy phải là satin đồ ngủ đâu nha. Chắc mà mấy bảo hoa cam với tâm ca. Đẹp chưa mọi người ơi. Rồi form này 55, 57 cái cam mấy 6 rồi về ok luôn. Rồi cái set này sang chảnh. Sang chảnh má cứu luôn. 55, 57 cái cam mấy 6 rồi về ok luôn nha cả nhà ơi. 95k. 95 vàng. Hoa cam còn 1. 95 vàng nè. Nói có hay gì nè. 95 vàng. Mã hoa cam cho Tâm Chương. 95 vàng. 95 vàng. Đúng rồi nó đẹp luôn đúng chị. 95 cam, 95 trắng. Hoa cam còn hả? Hết luôn. Còn mãi cuối hồi cái set vàng trắng. Đẹp lắm, đẹp thề luôn đó cả nhà ơi. 95k vàng trắng, em nói chỉ có hot sale mới có giá này thôi chứ dễ gì mà có 95 vàng ở Tâm Chương. Mấy chị nhìn thấy cái này. Mã 95 vàng của Thúy Võ. Còn trắng. 95 còn trắng. 95 còn trắng. 95 còn trắng. 95 còn trắng. Trắng được trang thế. Có set nào cho em mặc vừa được không? Em mặc là em bao rộng. Mặc mấy cái set này nó con dáng mà nó xa quá nha chứ ơi. Hết tiền nhờ mấy set này nè. 95 còn trắng. Đẹp dễ mang 95 trắng 3 set đúng không? Chị cái set trắng nào đúng không? Được. Trời ơi nó đẹp. 95 trắng Bạch Liên. 95 còn trắng.
thêm trắng ở tăng trương. Còn một. Cái năm trắng còn một. Bạn xin năm trắng ở cô. Thấy bùng trong. Này cái này cục nơ phía sau lưng ha. Đâu rồi cái áo ngực mấy chế mua áo ngực qua trong của em đâu phát huy tác dụng với cái đầu này liền. Em xe 79 nha, cho 52, 53 cái trở về ok hết. Cục nơ phía sau lưng. Này mít chế lại áo ngực mà qua trong mà thay qua em mới bán. Mã xích đen hết như thế bảo. À, 79 nha, siêu đẹp. Rồi chốt giùm em mã là 79. Được 3 cái. 79 nha, chốt mã 79. Này mang lên thì tôn dáng dữ dằn luôn ha. Này cái phần này mới chế về mới chế bụng nơ lại. Cái áo ngực nó sẽ nằm ngay cái chỗ bụng nơ này nè, nên là sẽ không có thấy đâu ha. Rồi 79. 79 được 3. Bé như đây giờ đấy. Cho nên là xém rồi đó. Mã 79 đồng. Để nó chút đồng nữa. Cái gì? Cái nào với cái nào? Cái một thằng kế bên luôn. Ờ, à, với cái hồng đúng không? Mã 79. Tao quất cái hồng lên á cho mấy chị thấy đó. Này có hai màu hồng xanh. Ống ngực qua trong còn không? Qua trong ta. Ống ngực chống cục qua trong á em. Thấy rồi hả? Đây, 85k 5253 cái chợ về ok. Này có quần trong hết. 85k 5253 cái chợ về ok. Mặc lên mới đẹp á cả nhà ơi. Rồi chốt giùm em một hồng. Vàng. Một hồng nè. Cái gì? Cái vàng. Cái 95 vàng. 95 mà nhét lộn rồi, ba cái trắng, hai cái vàng. Tâm chương là vàng vàng, thêm trắng. Khí vỏ. 95 vàng. Tâm chương cái đầu tiên vàng, tâm cái biểu thứ hai vàng trắng là nhét vô cái nhét vô cái trắng. Nhét cái chu cái trắng thôi, một cái trắng thôi ừ. Ok chưa? Rồi. Rồi nhắn tin qua chúng mình luôn Hà Hà bỏ ơi. Tôi sẽ bỏ đi thôi. Mã nhiêu đây? Nó quên mã luôn rồi nè. Xanh và hồng. 85k. Còn và mã mấy đây? 85k. Đấy, cái này mã nhiêu đây? 79 vàng đúng không? 79 vàng là khác. Chưa có mã. Một xanh hồng. Rồi, đọc rồi. Mã 85. Không, 85k mà mã 1 á. Rồi chốt mã 1 xanh, 1 hồng đấy cả nhà. Cái vàng 79 chốt chưa? Chưa. Vàng 79 nó hồng vân. Còn nè, 1 xanh, 1 hồng, rồi cột lại giùm em nhé. 1 có 2 cái xanh hồng. 1 có 2 cái xanh hồng. 1 xanh, 1 hồng. 1 xanh, 1 hồng cho em. 79 vàng còn và 1 xanh hồng. Hàng hàng gì đây? Hàng xịt đét xeo nè. Xin ông. Xin ông cả nhà, cột nơ phía sau hả? Phòng 54. Nói chung là 53, 54 cái cam mấy 6 thôi. Ok, 89 nha. Chốt giùm em mã số 4. Một xanh, một hồng và mã 4 nè. Mã màu xanh của Hoan Nguyễn. Một hồng của Minh Bùi. Mã 4, 89 nha. Mã số 4. Rồi đâu ra hàng cái nữa đây. Để xem như vậy. Trên đây nào nó mà hồi để như xe. Xe có 79 nha, 285. 85k. 85k. Trên đây nào nó. Rồi chốt mã 6. Chốt mã 6 nè. Em hứng lắm đấy chứ. Mã 6 nè. Hứng đây là xe. Mã 6 là mấy xe vậy? Mã số 4 Nguyên Tây. Trời ơi, lại cái đầm đẹp. Thiệt nó đẹp. Mã 6 Ngọc Thủy. Vô tay em để nó thiệt mấy cái sexy em toàn xem. Số. Nó còn đâu. Phải nó không? Không, không, không phải. Cái này là gì đây? Cái này là cái này nè. Rồi xe 79k, em 70 độ về ok nè. Ôi ai mà có dám một chiếu mà cái đầm này nó thề là đẹp khủng khiếp luôn á. Chốt giùm em mã số là 12. 12 em xem có 79k nè. Cái đeo á, mã 12. Mã 12 được 2 cái, xe 79 nha. Mã 12, còn cái hồng này là của này nè. Mà có nơ phía sau á, tay cánh tiên á. Mà cũng sale đầu lai có 79k hả. Sale đầu lai mà cái xấu còn mã 12. Chính tương tác á. Mã 12, 79 nha nè. Cái hồng của nơ phía sau này, tay cánh tiên nè. 53, cái cam mấy 6 rồi về ok. 79 nha, chốt chùm em mã số 18. 18 12 và 18. 18 khối nơ phía sau 79 nha, 18 được 2. 18 được 2. Còn em mã 18 e xét thì chị thấy có nhiều nè đấy. Thế nè. 18 đổ liền. 18 còn 1. 52 53 cái chợ về ok này giống 18 màu xanh đó, màu xanh tay cánh tiên nè. Khối nơ phía sau luôn. Chốt 21. Rẻ cái nơ lại cho ngay giùm em nhé. Còn 21 nè. 79 nha. 18 còn 1 và cái xanh này chốt mã 21 giống 18. Giống 18, 79 nha, chốt 21 được 2 luôn. 18 còn 1, 21 được 2. Chốt
18 và 21. 18 Yến Linh. Còn 21. 21 Mộc Thủy. 21 còn 1. Ok, Hân Nguyễn. Cái này đẹp quá nè. Cái này về tự rút. 21 còn 1. Về tự rút, mình thích rút nhiều, rút rút ít thì rút nha. Cái này ơi, 85k. 85k em nhớ xét này có nhiều nè. Mà không biết giờ tụi nó để đâu nè. Đúng rồi đó. 54 cái cam mấy 6 là bèo ok, khối bèo nè. Bèo áo, bèo quần luôn á. Má 21 Yến Linh. Chốt 25. Rồi 25, 85k, chốt 25 nè. 25 89 ra cho cái đầm đen. 2 tuổi mã 25. 2 tuổi, mấy trẻ coi Dũng phòng tuổi đẹp chưa. Dũng phòng tuổi cực đẹp hai cái. 89 ra 52, 53 cái cam mấy 6 rồi về ok. E72 đủ về mang bữa. Mã 25. Chốt dùm em 89 ra, mã số là 26. 25 được 1. Còn 26, 89 ra, chốt 26 dùm em. Còn em mã 26. Mã 25 của Hồng Nga. 26. Còn 26. Comment giùm em mã 26. Ê, cái này là cả hồi nãy sale có nhiêu 85k lúc nãy nè. Đấy, 53, 54 cái cam mã 26 thôi chồng. 53, 54 cái cam mã 26 26 màu okay. Xảo. Em này có hai màu đỏ xanh. Em này có hai màu đỏ và xanh. 85 gì? Rồi chốt giùm em mã 30 đỏ xanh. Đúng rồi. Này 85k, hai lớp lót 30 đỏ và xanh. 30 đỏ nè. 53, 54 cái cam mấy 6 rồi về ok. Nhỏ thì mình buộc vô nhiều, lớn thì mình buộc ít. 30 đỏ xanh. 30 kèm màu, 85k. 30 đỏ xanh. 30 đỏ nguyên trần. 30 còn đỏ. Xanh. Còn đỏ xanh. 30 xanh thiêu bùi. Còn đỏ. 30 đỏ kim pha Nguyễn. Thì bé thấy cái rô đây. Thấy luôn. Trời ơi đẹp quá nè. Mấy chế ơi, cái caro này nó xoắn nha. Xoắn là xoắn sau lưng á cả nhà. Ở phía trước của cái caro này đây. Ở phía trước của cái caro này đây ha. Dưới xoắn với chế độ về ok, xoắn là xoắn sau lưng nha. Caro xanh 89 nha, caro xanh. Caro xanh được 2. Caro xanh, dưới xoắn với chế độ về ok 89 nha, caro xanh nhìn em. Caro xanh. Caro xanh được 2 xoắn sau lưng á. Dưới xoắn với chế độ về ok. Đấy, tiếp tục nha. Caro xanh, cái này là gì đấy? Nè, phun mấy cái này nào đi. Caro xanh. Bản caro xanh của Hùng Cộng Sản. Còn 1. Caro xanh Thu Lan. Ai chịu đời cho thấu cái set hoa siêu đẹp này. 99.000 thôi này mà mấy chén nhìn thấy không? Có thể là mặt tách rồi. Có thể là tách rồi được, mặt chung được. Mày tỉnh ra đi mấy chén ơi. Nhìn cả chưa được 50.000 mà áo của nó đẹp chưa? Áo là tay phồng nha. Áo tay phồng như thế này nè. Giống không vậy? Coi giống không vậy? Đẹp xuất sắc chưa? Tách rồi được, mặt ok hả? Mặt chung ok. 52 cái cam mấy 6 rồi về ok, chốt hoa xong. 99.000. Đúng rồi nó. Hoa xanh 99k, comment hoa xanh. Comment hoa xanh tách rồi hay mặc chung gì đều được. Căn bản là cái đầm hoa xanh này đã hai lớp lót xịt rồi nè. Hai lớp lót xịt đét rồi nè mấy chén nè. Hoa xanh cho em. Tách rồi mặc chung gì đều ok hết nha. Hoa xanh đẹp chưa? Vải đẹp, phong đẹp, 99k. À, bill của Thu Lan lấy ra em ơi, anh chung nhầm rồi. Hoa xanh nè. Thu Lan là 30 xanh nhưng phải là caro xanh. Đây đầm yếm 145 màu vàng đi em, đầm yếm 145 màu vàng. Rồi có đọc comment không? Comment không được thành, không đọc hay được thành rồi bằng nhiều. Trời ơi, hoa xanh. Vậy là caro xanh còn cái nha mấy chị. Hoa xanh, hoa cam. Caro xanh của chị Loan Nguyễn. Hoa xanh, Loan Nguyễn 939. Hoa xanh. Hoa xanh, hoa cam, đầm yếm bây giờ đầm 145 nó nhiều kinh khủng luôn. Bây giờ biết sao ta, cái mã đầm mà, mã đầm 145 mới vô kìa. Để sẵn á. Để cho chị một cục đi. Ngoài phía cửa nè. Rồi hoa còn xanh cam á. 99 nha. Áo nam còn màu đen đúng không? Hoa có xanh cam chất nè. Hàng hai lớp lót, chất đẹp. Hoa xanh cam. Hoa này chốt chậm, rất là chậm. Mã hoa cam chiếc bông. Còn hoa xanh cam. Hoa cam 2 set chị Loan Nguyễn. Có một set anh ơi. Ủa anh chốt hoa xanh hay hoa cam? Okay. Chiếc bông cái cam. Còn chị Loan Nguyễn hai set xanh này. Cam. Ủa anh đọc sao vậy? Hay là bị dục comment hoa xanh rồi? Chị Loan Nguyễn hoa xanh, Diệu Minh hoa xanh. Đâu ra vậy? Có
Ôi trời ơi, Thùy Nguyễn hoa xanh. Ok, hoa xanh 2 set của chị Loan Nguyễn. Bởi vậy. Trời ơi, hoa xanh còn hết. Hoa xanh đó hả? Hoa xanh còn 1 set. Ủa, hoa xanh có không Nguyễn? Bỏ bill trước đi em ơi. Tức là có một bill cam đó em ơi. Ờ, một bill cam đúng không? Một bill cam, hai bill xanh. Hai bill xanh của chị Loan Nguyễn á, một cam hai xanh. Ừ. Của chị Loan Nguyễn tổng cộng 3 bill đó. Ừ. Một cam hai xanh đúng rồi, mình nhét cho một cái cam nhét hai cái xanh nữa. Rồi bây giờ chốt là cái gì nữa rồi? Cái đó nữa, ba cái xanh rồi, nó không chốt mấy cái xanh rồi. Ba cái. Rồi hai cái cam chốt hết luôn rồi đúng không? Đúng rồi, hết mã. Rồi đầm tay Dũng nè, Dũng tay ngực siêu đẹp, 99k, eo 72-73 rồi về ok. 99 nha, chốt giùm em mã số là 28. 28 được 2 cái. Comment giùm em mã 28. Đồng này mặc bên siêu đẹp. Còn dáng lắm luôn, 28. 28, em cho mấy chị coi cái mã đầm em móc hình mà em chưa lên. Dạ, chị Loan Nguyễn có 2 hoa xanh và 1 hoa cam nha chị. Mã 28. Nè, hàng 145 đây cả nha. Mã 28 Lâm Thị Thúy. Nhớ có màu đen nữa mà nó cất vô kho cái bắt đầu mất tiêu màu đen. Mất tiêu màu đen đầm tiền. 54-55 cái cam mấy 6 rồi về ok. Hàng 2 lớp full luôn ha. Hàng 145 của Uyên nè. Chưa bao giờ khách hàng mà nhặt đầm 145 về mà chê được một câu luôn á. 28 thấy chưa? Rồi 145k chốt mã 145k. 5 cái. 54-55 cái rồi về ok. Hàng full 2 lớp lót và chất bao đẹp. Còn cái bill chưa ra đơn đúng không? 145k. Này có màu đen nữa mà bây giờ nó lòn màu đen vô cái kho mà hai tao rồi mất. Dạ 14. Lạc mất màu đen rồi mấy chị ơi. 145 cam. 145 cam. 15 cái. 145 cam cam. 28 còn hết. Còn 1. Mã 28 không Thúy. 145. Đầm này em có hình nè. Em móc cái màu đen đó cả nha. Em móc hình màu đen đó. 145 cam. 145 cam. 145 của Hoa Trần. Còn 145 chị Loan Nguyễn. Còn 145 của Hằng Nguyễn. Mấy chế đơn hàng mà mấy chế chưa nhận được á. Còn cả nhà nhắn tin giùm bên em nha. Ngày mai bên em nhân viên tới nó rep tin nhắn rồi nó trả lời, nó kiểm tra đơn hàng cho mấy chị. Mấy chị nói trên live là không có ai biết đường kiểm tra cho mấy chị đâu. Mấy chị thấy mà đơn hàng mình đi khoảng chừng nó hết 5-6 ngày một tuần mà chưa nhận được hàng thì nhắn tin cho bên em liền nha. 145 còn. Đây, xuất sắc cho cái mã đầm này cho. 54-55 cái cam mấy 6 rồi về ok. Hồng 89.000. 145 của Quỳnh Hoa. Chốt mã hồng phiên sau có chứng chung không. Rồi cái này comment giùm em mã hồng 89.000. Mã 145 còn 1. Rồi mã hồng. Hồng được 2, 89.000. Hồng. Chốt hồng giùm em. Hoa Nguyễn có hoa xanh. Bé mới xét lên nằm đó. Ờ Hoa Nguyễn có hoa cơ. Để mấy này đi. Mã hồng. Ủa, Hoa Nguyễn có hoa xanh đúng không ta? Nãy ba cái xanh hai cái ca đúng không? Đúng rồi. Hoa Nguyễn này có hoa xanh rồi. 145 còn 1 mã hồng. Mã 145 của Lâm Thảo. Còn hồng. Tao mới đặt mã hồng, muốn được cái hồng của tao chưa? Mã hồng của Nguyên Trần. Cho cái xét, xét xét đẹp đẹp đây. Cái này. Xét xịn xịn nha, xét 99 nha. Ờ, đúng rồi. Mã hồng còn 1. Không còn 1. Xét. Xét này trăm mấy hết. Toàn bộ là đang lấy vô 100 mấy hết rồi. Hôm này 54-55 chứ chợ về ok. Về rút làm sao cho nó vừa với chiều cao và cân nặng của mình nhé cả nhà ơi. Em sale thì 99k cho mấy chị thôi. Em sale thì 99k cho mấy chị thôi. Mấy chị về mấy chị tự rút. Hồng còn 1 hả? Mã hồng của Thương Trần. Rồi 99k comment mã 99 chắc. Từ 40 tới 55 chứ ok mã 99. Rồi 99k mã 99 comment. Chất áo tới quần đều đẹp hết. 99k chốt mã 99. Comment mã 99 nè. Chốt mã 99 cái đó ra gì đầm hả? Rồi mã 99 cho mấy xác. 99k comment mã 99 dùm em. Mã 99 của Trang Huỳnh. 99 của Nguyễn Thị Hảo. 99 của Hoa Trần. 99 chị Loan Nguyễn. 99 Hồ Huê. Cái này này có sale có 85k thôi. Cái hồng này đẹp lắm. Cái hồng này đẹp cực kỳ. 52-53 cái cam mấy 6 rồi về ok.
xả mã 99 đúng không? Của Huy Lữ ra. Chốt giùm em mã 5. Rồi Huy Lữ ơi. Ờ. Chế chốt cẩn thận giùm em vừa chốt. Mã 99 nó hà vỏ. Mấy chế chốt cẩn thận chốt mấy cái hàng này nói thiệt em đã theo cho mấy chế tri ân để mấy chế đi đơn đó. Cả nhà cố gắng mình chốt kỹ giúp em nha. Rồi 85k chốt mã 85. Huy Lữ bỏ. Bỏ. Sao nó chưa kiếm không ra? Không ra bia đâu mà. À rồi. 85k comment mã 85 nè. 52, 53 cái ca mấy 6 này ok. Quá mày làm gì mày nhanh. 85 nha. Mã 85. Mã 85 giùm em. Đó. 85 cũng 2 cái em. 2 cái gì vậy? 85 Hoài Trân Đỗ. Ôi cái này là đập cục hả chị? 85 Từ Vi. Này này về một em nè. Nó 85. Này có màu nâu, kem, trắng. Nâu, kem và trắng. 89k phong 55 chế độ vẹo kem cái gì? Chưa? Cái gì năm xét mà. Cái gì nó về trời. Đọc là cái bill Huy Lữ nãy không ra đơn. Thì đọc của ai vậy? Mà Phận Thị Dương bị thiếu và anh đọc 5 người là ai vậy? Tôi có bé quăng đồ kỳ vậy bây. Nói máy gì vậy? Máy 99. Mày đọc tên coi, mày đọc tên mấy người anh thông ra bill rồi coi. Lan Nguyễn, Hồ Huê, Trang Huỳnh, Nguyễn Thị Hảo, Thoa Trần. Nó còn ai đang cầm trên tay? Còn Hà Võ. Rồi Hà Võ không có 99 nha chị ơi. 52, 53, 54, 56 thì mày ok, tùy mấy cái phục nào. Rồi 89k nè. 89k chốt giùm em mã 1 nâu. Một nâu nè. Một nâu nè cả nhà. Mình kỹ giùm em một nâu. Đây là một nâu tùy theo mấy chén nhé. Một nâu, một trắng, một kem. Nâu trắng kem. Một kem màu. Một kem màu 54 55 cái độ vẹo ok. Tùy mấy chén một nâu nhé cả nhà ơi. Nếu mà mình bự thì mình buộc ít, cái này em buộc hơi nhiều rồi nè. Mình nhỏ thì mình buộc nhiều lại, tại vì buộc nhiều. Một nâu Phạm Hồ. Càng buộc nhiều á thì nó sẽ họ nó có cái độ phồng. Một nâu Thùy Nguyễn. Hết nâu, còn trắng kem. 89 nha. Một kem Hân Hân. Một con trắng kem. Một trắng Ngọc An Nguyễn. Còn cái trắng cái kem. 89 nha. Để có hai cái à. Còn cái trắng cái kem. Còn trắng kem hết nâu. Rồi một con trắng còn kem. Buộc theo tùy mình nha. Một con trắng còn kem. Vậy là dày lắm. 89k trắng kem nè, mở 1. Đẹp ha. Bột vô cái gì nó đẹp liền luôn. Một con trắng còn kem. Cách mới vào tin nhắn cho mình xin cái địa chỉ. Ngọc An Nguyễn có trắng kìa. Có rồi. Còn một con trắng còn kem. Và cái màu này gọi nó màu gì chẳng, màu nuôi đi. Thiệt lắm, nó trẻ hơn một khi mà nó màu nhạt, nhạt hơn một xíu. Đậm đậm hơn một xíu, không biết làm sao, màu nu nè. Một con kem trắng và nu. Kem trắng và nu nha, hết nâu, còn kem trắng nu. Một con kem trắng và nu. Kem trắng nu, đây mã áo đen coi. Kem trắng nu nè, 89 nha. Để đây mã áo đen coi có sai gì. Của em có nâu chưa, Nguyễn Nguyễn có nâu chưa. Một con kem trắng và nu. Một con kem trắng và nu nhé. Một kem cho hình liễu. Một kem cho hình liễu hết kem chưa? Một con trắng và nu. Một trái ngọc ngọc. Một con nu. 89 ngàn một con cái nu. Năm cái dung này mà sao có 79 ngàn nữa chứ. Một eo nha, 52 cái cam mới xong. Một nu bông bông. Một con cái nu. 52 cái ca mấy 6 rồi vậy ok, 52, 53 luôn đó. Có dây tăng đơ ha, xe 79 ngàn chốt cho em mã số 4. Rồi comment mã số 4 nè. Một nuôi Phương Dung. Mã số 4 nè, cả nhà này. Mã 4 xe 79 ngàn chốt mã 4. Mã 4 dùm em. Comment dùm em mã 4. 145. 145 vàng. 145 vàng 4 một cái. Mã 4 một một. Là 145 nè, 54, 55 cái cam mấy 6 rồi về ok. Cái chất này rất đẹp và bản số 4 như Tùng Hoàng tùy tốt. 145 vàng, 54,
54 cái cam mấy xấu rồi, vậy ok, hàng hai lớp lót full từ trên xuống dưới. Hai lớp lót hết không mấy chị. Còn 145 có vàng. Lót hai lớp. Chấp bao đây. 145 vàng. 1827. Dạ. Yeah. Okay. 145 vàng. Cố lên lại. 145 vàng giùm em. Để sợ mẫu đen. 145 vàng. 145 đen còn màu mà mọi người. 145 vàng bên trang. 145 còn vàng. Lấy được cái vàng đấy, được cái vàng 99k đây. 145 còn vàng. Lấy cái vàng 99k dưới thôi. Đó, ừ. Đó, 21 cho cái vàng 99k đó. 145 còn vàng. Vàng 99k cho cái đầm vàng chết lây nằm vậy hả? 55, 56 cái độ vẹo ok. 145 vàng hả Võ? Rồi 99 vàng. Mà 4 chừng Nana sau chưa nên hết nha, chừng Nana chọn mã khác cho mình. 99 là 55, 56, 57, 55, 56 cho vẹo ok. 99 vàng chết lây nằm đó. 99 vàng, 145 còn vàng. Và 99 vàng. 99 vàng. Comment mã 99 vàng giùm em. 99 vàng. Ở đây này có size gì? 145 còn vàng và mã 99 vàng. M và 1X hả? Rồi đen này chỉ có M và 1X thôi nhá. Mã 99 vàng của Du Minh Nguyễn. Đen này có size M và size 1X. Đen, ủa đen này sao chỉ có một cái đen không có xe lỗi nha. Đen M và đen 1X nè. Khác không? Đen M và đen 1X. Đen mở là 58-64 phía mang ok. Đen 1X là từ 68-72 phía mang ok ha. 89k chút đen kèm sang. Còn M và 1X. Trắng thì có gì? L và 1X đúng không? Đen thì còn M và 1X nè. Trắng thì còn L và 1X. Và xanh mực thì còn 1X. Nhớ giùm em nè. Từ 58-64 phía mình mặc size M. Từ 64-68 phía vàng hết cho Ngọc An Nguyễn. Mình mặc size L. Và từ 68-72 phía mình mặc size 1X giùm em nhé. Rồi đen thì còn một màu áo nam này thôi. Đen có M và 1X. Đen M với Jenny Đặng. Mực còn M hả? Cái gì vậy? M cái gì vậy? M. Đen M. Đen một cái chữ Nguyên Trần. Đen còn M luôn. 89k cho áo nam. Một lưu nữa nào nhé. Bỏ qua. Rồi đen còn M và 1X. Đen còn M và 1X giùm em nhé. Đen còn M và 1X cho em. Chứ đâu lấy đen, chốt đen kèm sang à, đen mờ kim thoa Nguyễn. Cháo nơ nè. Cái đầm nơ xịt nè. Hồng mờ một ít. Nguyên Trần là cái trắng không? Một ít nha. Trắng à? Ừ, anh đọc comment cho anh. Nguyên Trần có đen một ít rồi. Giờ lấy thêm cái trắng một ít là hai cái nha. Nguyên Trần ơi, nghe rõ ok mình nha. Khổ cái nơ nè. Phiên sau á. Phiên sau khổ nơ nè. Mấy cái áo ngực hay còn mờ một đen còn mờ và một ít đen mờ con Trần. Mấy cái áo ngực chống cột hay quai đâu rồi. Phổi với em này là đúng đúng bài luôn đúng không nè. Có hai túi hai bên đen một cái chút phú trọng. Đen còn mờ một ít. Đen một cái chút bùng trong thế một ít còn mờ. Đen còn mờ ok. Cảm ơn Nguyên Trần. Đen còn mờ em phải nơ phía sau. Đen hết một cái rồi. Thi Lý Lê 99k có hồng. 99k hồng nè. 54 ký là về ok. 99k hồng. 99k xanh ngọc. 99k hồng, 99k xanh ngọc, 99k đỏ và 99k vàng. 99k kèm màu. 99k kèm màu giùm em. 99k kèm màu. Hồng, xanh ngọc, đỏ và vàng. Đây phía sau lưng này. Cái nơ phố phía sau lưng đây ha. 99 kèm màu giùm em. 99k kèm màu có túi bên hông luôn. 99k xanh ngọc, hồng, đỏ và vàng. 99k kèm màu giùm em. Cứ nhanh tay mới đem, sắp tới giờ anh nghỉ rồi đó. 99 nó hồng của Trân Trân. Hồng, xanh ngọc, đỏ vàng. Một live tri ân quá trời ngọc tràn. 99 xanh ngọc của Mỹ Lệ. Còn hồng, đỏ vàng, xanh ngọc. Xanh dây chai. Mỹ Lệ. Hồng, đỏ vàng, xanh ngọc, xanh dây chai, 99k. Hồng, đỏ vàng, xanh ngọc, xanh dây chai. 99 kèm màu. 99 màu xanh cho Thiên Lý Lê. Xanh ngọc. Còn đỏ vàng hồng và dây chai. Đỏ vàng hồng và ve chai 99k. Hết ngọc cho Mỹ Thảo. Đỏ vàng hồng và ve chai. Ở Nam, rồi ở Nam lên lại cho mấy chị mới vô. Còn đỏ vàng ngọc dây chai thứ một cái hả nè. Khổ nơ phía sau. Đỏ vàng ngọc ve chai.
Chiếc bánh trứng xanh ngọc của My Thảo. Ủa quen xe sao đây, sao đây quen? Ve chai mà. Quen. Đỏ, hồng, vàng, ve chai. Trời ơi biết rồi. My Thảo không có xanh ngọc nha. Sorry mấy chị, em đọc lộn hồng. Chiếc bánh trứng ve chai con xin đi đặng. Và bây giờ chỉ còn hồng, vàng và đỏ thôi. Thương cái nè. Trời ơi biết rồi, em đẹp lắm nó chết. Ngày mà la hai cử con này đúng là kêu không biết bao nhiêu con số nên điệu hết rồi. Bây giờ còn hồng, vàng và đỏ nha. Đỏ, vàng, hồng. Ba màu. 99 vàng của Nguyên Tây. Còn đỏ hồng. Đẹp lắm. Đẹp. Còn hai màu đỏ hồng mã 99. Cái vải này nó mặc lên khoang đẹp điêu đứng luôn. Mã 99 nó hồng của Thúy Võ. Còn một cái đỏ một. Một cái đỏ một, màu đỏ trắng da. Siêu trắng da này phía sau nè. Phía sau ha, đẹp tinh khủng luôn. 99 đỏ cho Trần Thu Hằng. Được cái trắng lên áo nam lại cho mấy chị nè. Cho mấy chị chốt đi. Trắng áo nam. Trắng có hai size đúng không? L và 1X đúng không? L là từ 63, 64 tới 68 kiếm thì mặc size L. Từ 68 tới 72 kiếm mang size 1X. Trắng hai size L, 1X áo nam. Trắng L, trắng 1X. 63, 64 tới 68 kiếm mang size L. Từ 68 tới 72 kiếm mang size 1X kê. 89.000. Chốt trắng kèm size. Theo nè. Trắng kèm size. Vải thì em bao đẹp về ai chê vải xấu trả em nha. 89k trắng. L và trắng 1X nó thiệt với chất vải này mà đi vô shop mua là phải 4-500 ngàn cái. Trắng, L và 1X. Trắng kèm size, chính chính hết. Đây là đồ Trần Phú Hàng bưng kè đúng không anh? Đúng rồi. Đồ Trần Phú Hàng cũng hơi nhiều nhiều rồi đó. Bộ nào anh đó? Anh đưa về dễ nghe nha. Nó đưa một lần rồi. Hả? Dự em đưa một lần rồi. Rồi trắng nè, có L và 1X á. Chị nào chưa có trắng áo nam thì mới chế chốt giùm em nha. Nhớ giùm em size L, em có đọc kỹ size 1X em đọc kỹ rồi hả? Trắng L, trắng 1X này hàng xịn xeo nè. Trắng L và trắng 1X. Mã trắng L với chị Mai Trương. Mấy chị nhìn chấp nè. Còn L 1X. Trắng 1X cho anh Nguyễn. Trắng còn L và 1X. Trắng còn L, trắng 1X. Rồi 54. 54 kỹ thuật về ok. 99k chốt giùm em mã là mã trắng lời Lan Đoàn. Này comment giùm em mã 16. Mã 16. Mã 16 là 99k. Hai lớp lót, hàng này hàng xịn xeo giống mọi hàng may len nha. Hàng may len chả có chất này đâu. May len chất mỏng hơn, chất thay thế còn không có hàng này. Hàng này đúng hàng xịn xeo cho em. Nó là dạng đầm bí. Bao nhiêu đây? 26. 26 giùm em. Trắng còn L một cái mã 2699k nè, 2692 cái. Hay là của nhà nào xem. Mina, Hoàng Hiếu. Và 26 giùm em, 99.000 chốt mã 26. Bữa nay có gì đây? Đỏ, vàng, ngọc và tím. Đỏ, vàng, ngọc, tím. Cái vải này 26. 26 giùm em, 99.000 chốt 26. Em hả, màu đen hả? Rồi cả nhà ơi, màu đen thì chốt giùm em mã 30 đi ha. Mã 30, màu đen chốt mã 30, 99k. Bao vải nha. 30 nha. 30. Rồi em này có tím, xanh, đỏ, vàng. Tím xanh đỏ vàng. Cái mã này mã cuối cùng có mấy chị. Chất đẹp chưa? Chất này nó mềm. Chất này nó mềm. Hàng này hàng xịn xe ra luôn. Có dây tăng đơ. Đây. Em này có dây tăng đơ nha. 52, 53 cái cam mấy 6 rồi về ok và form của nó mềm đẹp lắm. Nó chất nè. 99k mã cuối cùng. Tím xanh đỏ và vàng. 30 ngọc hiên. Mã cuối cùng. Còn 26. Cuối cùng có dây tăng đơ nè. Cuối cùng có tím xanh đỏ vàng. Cuối cùng tím xanh đỏ vàng cho em. Tím xanh đỏ vàng mã cuối cùng. Em 72 đợi 3 đợi về ok hết. Cuối cùng tím xanh đỏ vàng chắc. Tím xanh đỏ vàng mã cuối cùng. Mã cuối cùng giùm em có dây tăng đơ nha. Đấy, có dây tăng đơ như thế này cho mình. Cuối cùng kèm màu đi mấy chị. Tím xanh đỏ vàng. Mã cuối cùng vàng của chị Vàng Bạc Việt Trung. Cuối cùng xanh của Quỳnh Hoa. Cuối cùng tím của My Thảo. Còn đỏ và xanh. Cuối cùng còn đỏ còn xanh. Một ví Dior cho Hoa Vinh. Vân trồng được 6 món. Cuối cùng còn đỏ xanh. Cuối cùng còn đỏ còn xanh. Hai màu đỏ xanh mà cuối cùng. Cuối cùng đỏ Thiên Lý Lê. Cuối cùng còn xanh. Cuối cùng xanh nó không thúy. Cái này nó chốt chị em mã ve chai. Ve chai chất này bao tuyệt vời. Chất ve chai này nó phồng lắm. Cái đầm ve chai này chất phồng đẹp. Comment mã ve chai. Ve chai đúng một cái một.
Ve chai đúng một cái một. Em 70, 72 được vậy, ok. Ve chai đúng một cái một ha. Form ve chai này siêu phòng đẹp. Ve chai một cái một nè. 99 nha. Comment mở ve chai. Ve chai. Rồi, em offline nha. Tặng quà đó offline. Comment lên mấy chị đẹp ơi. Ve chai một cái. Ve chai bình hoa. Bình trong áo nói gì á. Rồi comment lên em tặng quà offline. Áo thun nam một ít còn không shop lấy mỗi cái mỗi màu. Áo thun nam bây giờ chỉ còn mực một ít thôi, mực cái trắng một ít đúng không? Mực ok, trắng. Một cái mực cái trắng một ít cho bùm trong. Đúng rồi, cái mực cái trắng cho bùm trong. Ok. Rồi bây giờ em quay vòng qua tương tác offline tặng quà offline nhé cả nhà nhé. Đấy, 145 cục này nè. Rồi. Tương tác lên nào mấy chị đẹp của em ơi. Ai vậy? Hằng Phạm. Rồi chị Hằng Phạm còn đó comment quà tặng tương tác giùm em nhé. Chị Hằng Phạm còn đó chốt lên quà tặng tương tác cho em. Comment quà tặng tương tác giùm em nha chị Hằng Phạm ơi. Ghê. Yeah. Còn một cục nữa đâu. Nó lục qua kia nè. Hằng Phạm còn đó comment quà tặng tương tác giùm em nha. Đừng thoát ra mấy chị nha. Biết số rồi. Rồi chưa hứa gì được nè. Biết số em. Ờ. Nhanh nhanh nhanh. Biết biết nhanh. Khoan hẳn thoát nha. Khoan hẳn comment đoán số luôn. Đừng comment đoán số nha mấy chị nha. Chấm bài lên đi để ngắt nè. Chờ chừng nào em có số đó mới chế hẳn đoán. Khoan, chấm bài lên để ngắt số nào. Chị chăm chành đừng đoán chứ. Chấm bài lên ngắt số mọi người ơi. Nhiều quá. Chấm bài lên ngắt số nè. Đây. Rồi ok nè, hai số em đang cầm trong tay nha. Rồi bắt đầu chốt nha mấy chị. Rồi đoán đi mọi người ơi. Số gì đây, con số gì đây? Quà tặng là cái túi gì đó. Em mua cho mẹ cái túi Dior nè. Cái ví Dior đó nha cả nhà ơi. Rồi đoán nè. Ủa sao chưa thấy mấy chị đoán nè. Mấy chị đang còn comment nè. Kêu bắt đầu đi. 37 79 13 sai. 33 sai. Hai mang nghỉ sớm cho ba em. Bấm biêu mềm. Có nhiêu đâu. Chia ra bấm. Xếp lên cái vợ như vợ. Chia ra biến như vợ. Mình mang cái gì nè. Đúng là số lần thật là khó đoán mà. 9138. Rồi ok thấy luôn. Long Thị Thúy là chị đầu tiên bán số 42. Anh em mới đầm xét rẻ này bán 42 nè. Long Thị Thúy nè. 42. Rồi chị Long Thị Thúy comment quà tặng tương tác giùm em luôn. Long Thị Thúy comment quà tặng tương tác giùm em luôn. Lâm Thị Thúy là chị đầu tiên rồi nha mấy chị. Chị đầu tiên rồi nè mọi người. Phần quà là có chủ nhân. Phía à. Sau chị Lâm Thị Thúy có rất nhiều chị còn mang 42 luôn. Tức là sau khi mình nghe kết quả. Rồi bây giờ thì bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Mai cố gắng để điện thoại em ha. Chúc đơn nha mấy chị nha. Bye bye mấy chị.